Khi Sabahat nhìn thấy Ali và Sepp ra kết hôn thì buồn bã mà bỏ đi. Cho dù Nimet có gọi thế nào cô ta cũng không đáp lại. Đúng lúc này một chiếc xe ô tô từ đằng sau lao đến. May mà Nimet nhanh chóng phát hiện ra và kéo Sabahat sang một bên mới không xảy ra tai nạn. Còn bên này, Sepp ra và Ali cùng về nhà nhưng lại có chút ngượng ngùng. Họ không biết nên nói gì với nhau. Chỉ đành đi về phòng thay đồ. Sáng sớm ngày hôm sau, tên đàn em của Buck đã điều tra được Ali và Sepp ra không hề ngủ cùng nhau. Nghe thấy tin này hắn ta vô cùng vui mừng liền vội vã đi tìm Zeynep để bàn bạc kế hoạch mới. Sau đó đến thẳng nhà Ali. Vì Ali đang bận cầu nguyện nên Sepp ra mở cửa giúp anh ấy. Lần này gặp mặt Sepp ra Buck không cưỡng ép cô ấy mà chủ động làm hòa. Thấy Buck tự nhiên lại dễ nói chuyện như vậy khiến Sepp ra nghi ngờ không biết hắn ta lại định làm gì. Buck nói rằng chỉ cần nhìn thấy Sepp ra hạnh phúc là hắn ta thấy vui rồi. Còn tặng cho cô ấy quà kết hôn. Nhưng Sepp ra từ chối vì sợ Ali sẽ không vui. Buck nói nếu cô ấy không nhận thì hắn ta sẽ cứ đứng mãi ở đây. Sepp ra thấy vậy chỉ đành nhận lấy món quà này để Buck nhanh chóng rời khỏi đây. Trước khi ra về, Buck nhắc nhở Sepp ra buổi chiều đến công ty bàn bạc chuyện chấm dứt hợp đồng. Ali nhìn thấy Sepp ra quay lại liền hỏi vừa nãy là ai đến. Nhưng Sepp ra lại nói dối rằng người đến là Zeynep. Ali nhìn thấy đồ trên tay Sepp ra. Cô ấy thấy vậy thì căng thẳng mà nói đó là món quà mà Zeynep tặng cô ấy. Nhưng sau đó vì biết không dễ dàng gì qua mắt được Ali, nên chỉ đành nói ra sự thật rằng đây là đồ mà Buck tặng. Ali thấy Sepp ra nhẹ dạ cả tin như vậy thì tức giận mà ném hộp quà sang một bên. Hai người cũng vì thế mà bắt đầu to tiếng với nhau. Zeynep đến gặp bà Fatma, mẹ của cô ta. Khi nhìn thấy mặt bà ta bầm tím thì đoán được ngay là do tên bạn trai làm ra. Liền tức giận xông vào nhà tìm tên khốn nạn đó. Nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm. Sau đó hắn ta còn dùng ánh mắt bỉu ổi nhìn chằm chằm vào cơ thể của Zeynep. Bà Fatma thấy vậy thì chạy đến ngăn cản. Nhưng hắn ta lại trực tiếp trói bà ta lại rồi vội vàng quay trở lại phòng. Khóa chặt cửa lại để dễ dàng làm chuyện đồi bại. Nimet ở gần đấy bỗng dưng nghe thấy tiếng kêu cứu của Zeynep. Thấy có điều gì đó không ổn liền hỏi Ozan tiếng hét này vọng đến từ chỗ nào. Ozan đến khuyên Nimet đừng lo chuyện bao đồng. Hiện tại cảnh sát đang tìm hắn ta khắp mọi nơi. Nhưng Nimet không thèm nghe lời khuyên của Ozan mà đi ra ngoài xem xét. Mà Zeynep lúc này đang bị tên bạn trai khốn nạn của bà Fatma hành hạ. Nimet lần theo tiếng hét thì đến được nhà của bà Fatma. Chẳng nghĩ ngợi gì liền đạp cửa xông vào. Khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì vô cùng tức giận. Nimet từ trước đến nay ghét nhất là kẻ bắt nạt phụ nữ. Người đàn ông này không biết sợ còn nói Zeynep là đồ phụ nữ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng Nimet từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, hắn ta ghét nhất là kẻ ức hiếp và bắt nạt phụ nữ yếu đuối. Lên đã thẳng tay đánh tên cặn bã này ngất xỉu. Zeynep sau khi trải qua mọi chuyện thì vô cùng sợ hãi. Nimet nhìn qua chỗ Zeynep thì cảm thấy cô ta rất quen. Zeynep nói cô ta là bạn thân của Sepp gia. Mà Sepp gia vừa đến công ty thì nhìn thấy một nhóm người đang gây chuyện. Cô ấy thấy vậy liền đi đến văn phòng của Buck để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta nói rằng công ty sắp phá sản nên nhân viên đến để gây sự. Buck cố tỏ ra mình vô cùng đáng thương để khơi gợi sự đồng cảm của Sepp gia. Tiếp đó hắn đưa hợp đồng cho cô ấy và nói rằng công ty sắp phá sản. Hợp đồng này cũng chẳng còn hiệu lực nữa. Sepp gia tỏ ra lo lắng cho nhân viên trong công ty. Nếu nhân viên không có việc làm thì họ sẽ chết đói. Đúng lúc này một nhóm người xông vào phòng của Buck. Trong đó có một người phụ nữ ôm theo con gái. Nói rằng cô ta một mình nuôi ba đứa con, nếu mất việc thì lấy gì nuôi bọn trẻ. Buck nhìn thấy Sepp gia có vẻ buồn bã và thương xót cho những người này, thì càng được là diễn xuất hơn. Hắn ta tỏ vẻ dù không muốn đóng cửa công ty nhưng chẳng còn cách nào khác. Sepp gia nhìn thấy dáng vẻ lực bất tòng tâm này của Buck thì hỏi, hắn ta cần phải làm gì đi chứ? Lúc này, Buck đứng trước mặt mọi người mới nói, người có thể giải quyết được tình hình này chỉ có Sepp gia mà thôi. Nhưng đáng tiếc là cô ấy vừa mới chấm dứt hợp đồng. Khi nghe thấy điều này, tất cả mọi người đều quay sang cầu xin Sepp gia cứu bọn họ. Bọn họ không muốn mất công việc này. Đối mặt với sự cầu xin đầy tha thiết của mọi người, Sepp gia mềm lòng nên đã đồng ý. Nhưng Sepp gia không hề biết những điều này đều là kế hoạch của Buck. Màn đêm buông xuống, Ali thao thức mãi chẳng ngủ được vì bao lâu nay vẫn chưa tìm được em trai. Đúng lúc này, Ali nhận được một cuộc điện thoại. Sepp gia nghe thấy tiếng Ali mở cửa đi ra ngoài thì vội vàng bắt xe đuổi theo và địa điểm là một quán bar. Hóa ra Ali điều tra ra dấu vân tay trên chiếc ví mà trước đó Furry nhặt được và đưa cho anh ấy là của cô gái ngồi trước mặt này. Ali hỏi cô ta lai lịch của chiếc ví này. Nhưng cô gái này tưởng Ali là cảnh sát nên nói rằng mình chưa từng phạm tội. Ali nghe thấy vậy thì vội vàng giải thích và nói rõ lý do dò hỏi về ví tiền. Còn đưa cho cô ta một ít tiền và nói muốn biết chủ nhân của chiếc ví này là ai. Sepp ra đi theo Ali đến đây cũng vừa khéo nhìn thấy hết cảnh này. Cô ấy cảm thấy rất khó tin. Hóa ra mẫu người Ali thích lại như vậy. Nhưng cô gái này lại nói người cô ta gặp mỗi ngày đều rất nhiều. Nên chẳng biết chiếc ví đó thuộc vị khách nào. Nói xong liền muốn kéo Ali đi làm chút chuyện riêng. Nhỡ đâu trong lúc vui vẻ lại nhớ ra đó là ai. Sepp gia không thể đứng yên được nữa liền đi đến chất vấn Ali. Cô gái nhìn thấy Sepp gia đột ngột xuất hiện thì tức giận hỏi cô ấy là ai. Sepp gia cũng chẳng vừa, liền cao giọng tuyên bố chủ quyền.
Cô gái nghe thấy vậy thì tưởng là Sếp Gia đến bắt gian, liền chế nhạo Sếp Gia đàn ông của mình mà cũng không biết giữ cho chặt. Sếp Gia tức giận định xông đến đánh cô ta. Ali ngăn Sếp Gia và nói cô ấy hãy bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, cô ấy chẳng còn đủ tỉnh táo để đánh giá mọi chuyện nữa. Cô ấy khăng khăng rằng Ali ra ngoài để mua vui. Khi hai người họ đang giằng co với nhau thì đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện, nói sẽ trả giá gấp đôi để qua đêm cùng Sếp Gia. Không ngờ lại bị Ali đánh cho một trận như tử, sau đó dẫn Sếp Gia rời khỏi quán bar này. Ali giải thích lý do mà anh ấy đến quán bar. Sếp Gia biết mình hiểu nhầm Ali nhưng vì không muốn mất mặt nên nói muốn về nhà. Đối mặt với sự ngang ngạnh của Sếp Gia, Ali cảm thấy vô cùng bất lực. Đã mấy ngày rồi mà Sabahat chưa nhận được tin nhắn của Nimet thì có chút lo lắng. Cô ta nói qua với bà Oslem rằng có việc ra ngoài một chút. Khi Sabahat vừa lên xe taxi và nói ra địa chỉ mình muốn đến, không ngờ vừa ngẩng đầu lên nhìn lại phát hiện ra người lái xe là Nimet. Hắn ta quay lại hỏi Sabahat muốn đi đến nơi đó làm gì. Sabahat nhìn thấy Nimet đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì hỏi hắn ta mấy ngày nay đã đi đâu. Nimet biết Sabahat quan tâm đến mình nên rất cảm động. Để cảm ơn liền mời Sabahat đi uống trà chanh. Vào quán ngồi, Nimet đang vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi qua. Hắn ta vội vã lấp xuống gầm bàn. Sabahat nhìn thấy Nimet cứ cúi người mãi xuống dưới gần bàn thì lo lắng hỏi hắn ta làm gì vậy. Nimet chỉ đánh lấp liếm bằng chuyện khác để che giấu chuyện này. Khi đang nói chuyện thì Sabahat vô tình nhìn về phía bông hoa ở bên ngoài. Nimet thấy vậy thì lập tức hái nó xuống tặng cho cô ta. Sabahat nói với Nimet rằng cô ta cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh hắn ta, nhưng chỉ như kiểu bạn bè ở bên nhau mà thôi. Sếp Gia vì muốn giúp đỡ nhân viên trong công ty mà quyết định sẽ nói dối Ali rằng ông An Gian bị ốm, cô ấy muốn về thăm. Ali nghe thấy vậy thì muốn cùng đi với Sếp Gia. Dù đã nói không cần nhưng vì Ali quá cố chấp nên Sếp Gia chẳng còn cách nào khác đành để anh ấy đưa về. Vừa đến nhà Bắc, Ali cũng định xuống xe để đi vào thăm ông An Gian cùng Sếp Gia, nhưng cô ấy lại nói một mình cô ấy đi là được. Ali thấy vậy cũng chỉ đành lái xe rời đi. Khi Ali vừa đi thì Zhe Yinep đã đứng đó đợi từ trước liền chạy đến đưa Sếp Gia rời đi. Sếp Gia đến bờ biển chụp ảnh. Trong hàng ngàn bức ảnh, bức chọn đúng bức này để đăng lên trang bìa cho tạp chí quảng cáo. Còn yêu cầu tên đàn em phải làm điều này trước khi trời tối. Sếp Gia chỉ muốn chụp cho nhanh để kịp quay về nhà vào buổi tối. Như vậy Ali mới không phát hiện ra. Đúng lúc này các nhân viên trong ekip yêu cầu nghỉ ngơi. Zhe Yinep thấy Sếp Gia sốt ruột thì khuyên cô ấy đừng lo lắng quá, một lát là xong ngay thôi. Đúng lúc này Ali gọi điện đến. Sếp Gia sợ hãi không biết phải làm gì. Zhe Yinep bảo Sếp Gia hãy bình tĩnh lại, cứ nói chuyện bình thường, đừng sợ. Sếp Gia sau khi hít sâu một hơi thì nghe điện thoại của Ali. Cô ấy nói điện thoại của mình đang sạc pin, lại mải nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của ông An Gia nên không chú ý điện thoại của anh ấy. Ali quan tâm đến sức khỏe của ông An Gia nên bảo Sếp Gia nói cho anh ấy biết bọn họ đang ở bệnh viện nào để qua. Sếp Gia nghe thấy vậy thì vội vàng tìm cớ để cúp máy. Vào lúc Sếp Gia chuẩn bị chụp hình tiếp, bước đi đến nói với cô ấy rằng bên phía tạp chí yêu cầu chụp cảnh đêm. Nghe thấy tin này Sếp Gia vô cùng lo lắng. Biết Sếp Gia sẽ tức giận nên bước ra hiệu cho Zhe Yinep đi an ủi cô ấy. Cô ta đi đến khuyên nhủ và tỏ vẻ mình không biết gì về việc này. Chẳng mấy chốc đã đến tối. Bức ảnh bìa trên tạp chí của Sếp Gia cũng được đăng lên. Hàng xóm ở khu nhà Ali vừa khéo lại nhìn thấy, mà Ali lúc này vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến khi có mấy người hàng xóm đi đến nói với anh ấy rằng vừa này họ nhìn thấy hình ảnh của Sếp Gia trên phố, còn nói ra những lời hết sức khó nghe. Ali ngơ ngác không biết họ nói gì, tưởng bọn họ lại đổ oan cho Sếp Gia, liền xông lên túm lấy cổ áo người hàng xóm và nói ông ta nói cho rõ xem nào. May mà bố của Sabahat ngăn anh ấy lại. Ali đi đến nơi mà người hàng xóm đã nói đến. Ali ghét nhất là bị người khác lừa dối nên khi nhìn thấy bức ảnh này thì vô cùng tức giận. Để xác nhận xem chuyện này có phải là sự thật hay không, anh ấy đến nhà của Bắc thì nhìn thấy ông An Gian vẫn rất khỏe mạnh. Đàn em của Bắc nhìn thấy Ali thì chủ động đến nói cho anh ấy biết Sếp Gia đang chụp hình ở đâu. Ali vừa rời đi hắn ta liền gọi điện cho Bắc nói anh ấy sắp đến đó. Bắc tìm Zhe Yinep để nói cho cô ta biết Ali sắp đến, yêu cầu cô ta lát nữa hãy làm theo chỉ thị của hắn ta. Lần này phải làm cho Ali hoàn toàn từ bỏ Sếp Gia. Bắc đứng ở trên tầng nhìn thấy Ali đi vào khách sạn, liền gọi điện cho Zhe Yinep bắt đầu hành động. Zhe Yinep lấy hai cốc kem từ tủ lạnh ra, đến gần chỗ Sếp Gia ngồi thì giả vờ nhỡ tay làm đổ hết lên người cô ấy. Zhe Yinep vội vàng bảo Sếp Gia nên tắm rửa cho sạch sẽ. Sau khi hoàn thành xong kế hoạch thì ra mở cửa cho Bắc đã đợi sẵn ngoài cửa. Có người bạn thân như Zhe Yinep quả thực đáng sợ. Tất cả mọi bước đều đi đúng kế hoạch của Bắc. Hắn ta vui vẻ uống một ly rượu, đợi Ali đến tìm. Ali đi đến gõ cửa phòng. Đợi mãi lúc này cũng đến, Bắc đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy vẻ mặt ghen tị của Ali, Bắc tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi sao anh ấy lại ở đây. Mà Sếp Gia lúc này cũng vừa tắm xong, chẳng biết chuyện gì mà đi ra. Thì nhìn thấy Ali đứng ở ngoài cửa. Cô ấy vừa sợ hãi vừa lúng túng mà đứng ngẩn ra đó. Bắc đang định nói gì đó thì bị Ali xông đến đấm một phát vào mặt. Ali chất vấn Sếp Gia vì sao lại lừa dối anh ấy. Sếp Gia giải thích rằng những thứ mà anh ấy nhìn thấy không phải là sự thật.
Nhưng Ali nhìn thấy tận mắt nên dù cho có giải thích cũng đều là dư thừa. Ali chẳng nói chỉ quay lưng bỏ đi. Xếp ra vì muốn giải thích rõ ràng liền lái xe cả một chặng đường dài đuổi theo Ali. Nhưng đi đến đường vòng, xếp ra không khống chế được tốc độ mà đâm thẳng vào đống cát. Ali nhìn thấy xếp ra bị tai nạn thì vội vàng xuống xe chạy đến xem xếp ra. Nhưng bị va chạm quá mạnh nên xếp ra đã hôn mê. Ali nhanh chóng đưa xếp ra đến bệnh viện. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nói rằng cô ấy vẫn ổn và có thể về nhà được rồi. Mà Buck và Zeynep lại đang đứng đợi ở bên ngoài nhà Ali, nhưng lại chưa thấy hai người họ trở về. Buck chỉ đành nói với Zeynep rằng có tình hình gì mới thì lập tức báo cho hắn ta. Trên đường về nhà thì Zeynep bị một nhóm người chặn đánh, trùng hợp là Nimet lại đi ngang qua đó. Là một chùm mafia nhưng lại mang tâm hồn chính nghĩa, nên đã ra tay cứu giúp Zeynep. Hắn ta đánh cho bọn côn đồ này một trận khiến chúng sợ hãi bỏ chạy. Zeynep thấy Nimet đã cứu mình hai lần thì vô cùng cảm kích và có chút rung động. Đúng lúc này Nimet nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát thì định trốn đi. Zeynep liền nói mời Nimet đến nhà mình, còn cầm khăn lạnh ra chườm lên những vết bầm tím cho hắn ta. Nimet cảm thấy hai người ở chung một chỗ không được ổn cho lắm, nên muốn rời đi. Nhưng Zeynep lại nói bên ngoài đang rất nguy hiểm, khuyên Nimet tối nay cứ ở chỗ của cô ta. Mà bên này, Ali đã đưa xếp ra về nhà. Nhưng dù xếp ra có giải thích thế nào thì Ali cũng không thèm nghe. Nhưng đến nửa đêm, xếp ra bị tiếng sấm chớp làm bừng tỉnh. Vì quá sợ hãi liền lẻn vào phòng của Ali. Nhìn thấy Ali ngủ say, lại vì quá sợ hãi sấm chớp liền mạnh dạn trèo lên giường để nằm cạnh anh ấy. Một ngày mới lại bắt đầu. Ali tỉnh dậy thì thấy hình như có một cánh tay đang đặt lên người mình. Quay đầu qua nhìn liền nhìn thấy xếp ra đang ở bên cạnh mình. Xếp ra giải thích rằng tối qua vì sợ tiếng sấm chớp nên mới đến phòng Ali. Ali biết xếp ra sợ hãi nên cũng không nói gì chỉ rời đi. Ali đi đến cửa hàng, lấy tấm ảnh của em trai ra ngắm. Rồi lại suy nghĩ vì sao mỗi lần tưởng như đã sắp tìm ra, cuối cùng manh mối lại bị đứt đoạn. Đúng lúc này, Nimet hoảng sợ lao vào cửa hàng của ai. Anh ấy thấy vậy thì hỏi hắn ta đã gặp chuyện gì. Nimet có chết cũng muốn giữ sĩ diện nên chỉ nói không có gì. Nhưng Ali nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài liền biết họ chắc chắn đang tìm Nimet. Nimet đột nhiên nhìn thấy một tấm ảnh đang úp mặt xuống dưới bàn. Cơ hội để hai anh em nhận ra nhau lại một lần nữa vụt đi. Sau đó Nimet nói với Ali rằng nên chú ý đến Zeynep và kể về cuộc nói chuyện qua điện thoại mà mình nghe được khi ở nhà của Zeynep cho Ali. Lúc đó, Nimet cũng không nghĩ gì nhiều nhưng bây giờ lại thấy có vấn đề. Ali nghe xong lập tức nhờ người nghe lén các cuộc điện thoại của Zeynep. Xếp ra cảm thấy mình chẳng còn cách nào để đối mặt với Ali nữa, nên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này Zeynep đến, giả vờ quan tâm đến xếp ra. Nhưng vừa ra ngoài liền gọi điện cho Buck, nói rằng xếp ra đã sắp rời khỏi chỗ của Ali rồi, mà cuộc nói chuyện của cô ta đều bị Ali nghe thấy hết. Lúc này anh ấy mới biết xếp ra đã bị Zeynep bán đứng. Ali về đến nhà thì xếp ra mang đồ đạc đi rồi, chỉ để lại chiếc nhẫn kết hôn và một bức thư. Sau khi đọc xong, Ali vội vàng chạy ra ngoài tìm xếp ra. Hàng xóm nói với Ali rằng bà ấy nhìn thấy xếp ra đi về hướng này. Và thật may là anh ấy đã đuổi kịp xếp ra. Xếp ra quyết tâm rời khỏi nhà Ali nhưng không ngờ Ali lại đuổi theo cô ấy. Ali níu kéo xếp ra ở lại nhà mình, bởi vì xếp ra chẳng biết từ bao giờ đã hiện hữu trong trái tim Ali, nên đã thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy nghe. Hai người sau khi vứt bỏ được hết khúc mắc trong lòng, liền vui vẻ nắm tay nhau về nhà. Xếp ra trang điểm ăn diện thật đẹp đi ra. Ali đến đeo lại nhẫn cưới lên tay cô ấy và nói rằng muốn đưa cô ấy đi đến một nơi. Hai người bọn họ đi đến biển. Xếp ra như được chút bỏ mọi buồn phiền, hét lớn rằng cô ấy yêu Ali. Ali lại sợ xếp ra rơi xuống biển liền chạy đến ôm cô ấy từ đằng sau. Tối đến, hai người lái xe về nhà. Không ngờ đi giữa đường lại hỏng xe. Ali xuống xem xét tình hình của xe và nói với xếp ra rằng xe hỏng không đi được nữa, bọn họ đành phải tìm chỗ để xin hỗ trợ. Ali dẫn xếp ra đi vào trong rừng. Cô ấy sợ hãi đến mức bám chặt lên người Ali. Anh ấy còn cố ý dọa xếp ra rằng ở đây có sói, bọn nó đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Vào lúc xếp ra không để ý, Ali liền lén lút trốn đi. Rồi bỗng nhiên ánh đèn vụt sáng phía sau cô ấy, một khung cảnh lãng mạn xuất hiện giữa khu rừng hoang vắng. Những điều này chắc chỉ có Ali mới nghĩ được ra mà thôi. Xếp ra ngạc nhiên đi về phía Ali. Anh ấy cầm nhẫn ra để cầu hôn xếp ra. Xếp ra quá vui mừng và cảm động liền đồng ý ngay lập tức. Xếp ra dí súng vào người mình muốn tự sát, mà người ép cô ấy làm vậy chính là Buck. Hóa ra Buck tình cờ biết được chuyện ông Anjan là người giết chết con trai Ali, liền nhân lúc Ali không ở nhà liền đi đến tìm xếp ra, yêu cầu cô ấy kết hôn với hắn ta. Nhưng xếp ra nhất quyết không đồng ý, hắn ta liền lấy chuyện ông Anjan giết con trai Ali ra uy hiếp xếp ra. Còn nói nếu Ali biết chuyện, hai người bọn họ sẽ chẳng sống hạnh phúc được. Nhưng xếp ra nói rằng thà chết cũng không muốn kết hôn với Buck, vì quá tuyệt vọng đã lấy súng của Ali dí vào người mình.
Buck nhìn thấy hành động cực đoan ấy của Sepp Gia thì sợ hãi. Hắn ta vội nói nếu Sepp Gia tự sát thì hắn ta sẽ nói với mọi người là Ali giết cô ấy, để Ahmed và Ali chém giết lẫn nhau. Sepp Gia vì nghĩ cho Ali và người nhà của mình nên đành thỏa hiệp. Mà lúc này, Ali nhận được một cuộc gọi bí mật nói biết tung tích em trai của anh ấy, nên vội vàng đến nơi hẹn để gặp mặt nói chuyện. Nhưng người mà anh ấy nhìn thấy lại là chú của Buck. Ali không muốn mất nhiều thời gian nữa, yêu cầu ông ta nói ra tung tích em trai mình. Nhưng chú của Buck lại rất thong thả, cầm cốc cà phê lên chậm rãi thưởng thức. Vào lúc ông ta chuẩn bị nói ra đáp án thì đột nhiên ho dữ dội, nói chẳng nên lời. Hóa ra cốc cà phê mà chú của Buck uống đã bị người khác lén bỏ thuốc độc vào. Ali nhìn thấy ông ta ngã xuống trước mặt mình thì bối rối không biết đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng kêu người giúp việc gọi cấp cứu. Chú của Buck thều thào nói rằng ông ta đã tìm được em trai của Ali, nhưng có người biết được nên đã bỏ thuốc độc giết ông ta. Ali sốt ruột hỏi hai là kẻ đứng sau chuyện này. Chú của Buck chẳng kịp trả lời, hai mắt trợn trừng lên rồi ngất đi. Khi bác sĩ chạy đến thì đã không còn cứu chữa được nữa. Rốt cuộc là ai đang ngăn cản anh ấy tìm em trai mình? Ali bất lực, đang chuẩn bị rời đi thì nhận được điện thoại của Reinet, nói rằng Nimet bị tập kích, tình hình đang rất gay go. Ali thấy vậy thì nhanh chóng đến đó. Hóa ra em trai của Timothy Nimet để trả thù. Sau khi theo dõi, Sabahat liền biết nơi ở của Nimet. Lúc này, Nimet đang tỏ tình với Sabahat. Hắn ta nói rằng mình đã yêu cô ta, nhưng Zeynep lại đột nhiên xuất hiện. Khi thấy Sabahat và Nimet bốn mắt nhìn nhau vô cùng tình cảm, thì ghen tức mà chạy đến ôm lấy Nimet. Nimet chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sabahat vốn dĩ nghe xong lời thổ lộ của Nimet thì rất cảm động, không ngờ lại chứng kiến cảnh này liền tức giận bỏ đi. Nimet vội vàng đuổi theo Sabahat, và dù giải thích thế nào thì cô ta cũng không nghe. Em trai Timur đã theo dõi Nimet từ lâu, thấy thời cơ đã đến, liền rút súng ra bắn vào Nimet. Hắn ta nhận ra tình hình đang nguy hiểm, thì kéo Sabahat ra sau mình, không ngờ lại bị trúng một phát súng. Sabahat nhìn thấy Nimet bị thương thì vô cùng hoảng hốt. Nimet hiện giờ đang bị truy nã nên không thể đi đến bệnh viện để chữa trị. Sabahat thấy tình hình nguy cấp nên bảo Erzan lấy cho mình hộp y tế. Cô ta sẽ lấy viên đạn ra. Khi viên đạn vừa được cấp ra, chưa kịp khâu lại vết thương, thì nhóm xã hội đen không ngừng bắn súng vào trong nhà. Sabahat dù rất hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh khâu lại vết thương cho Nimet. Mà Zeynep lúc này cũng nhớ ra Ali, chỉ có anh ấy mới có thể cứu được bọn họ. Sabahat vừa khâu vết thương cho Nimet, vừa nói cho Zeynep biết điện thoại của cô ta có số của Ali. Vào lúc đợi Ali đến cứu viện, nhóm người của Timmy đã xông vào bên trong. Bọn chúng đánh ngất Erzan rồi tiến vào phòng nơi Nimet đang nằm, và phát hiện ra quả nhiên Nimet vẫn còn sống. Sabahat dũng cảm đứng dậy và xin hắn ta dừng giết Nimet. Đúng lúc này Ali đã kịp thời đi đến và giải quyết hết những kẻ ở bên ngoài. Khi anh ấy đi vào bên trong thì nhìn thấy Erzan bị đánh ngất vừa tỉnh lại. May mà Ali đến kịp thời nên bọn họ mới không gặp chuyện gì. Ali đưa Nimet đến nơi an toàn và dặn dò Ferry ở đây canh chừng, có chuyện gì thì thông báo với anh ấy. Buck lúc này đang vô cùng đắc ý chờ đợi Sepp Gia đồng ý kết hôn với hắn ta. Đàn em đến báo tin chú của hắn ta đã chết rồi. Buck nhìn thấy người thân duy nhất của mình cứ thế ra đi bỏ lại hắn ta một mình thì vô cùng đau lòng. Buck tưởng rằng ông chú chết vì bệnh tim đột ngột phát tác, nhưng đàn em nói chú của hắn ta bị mưu sát. Dù biết chú mình bị hãm hại nhưng lại chẳng có cách nào để báo thù. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Ali về đến nhà thì nhìn thấy Sepp Gia đang ngồi bần thần dưới đất, đồ đạc ở phòng khách vô cùng lộn xộn. Sepp Gia nhìn thấy Ali về thì không biết nên đối mặt với anh ấy ra sao, liền đi thẳng vào phòng để trốn tránh. Ali không biết khi anh ấy ra ngoài, ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Ali dự định sẽ bù cho Sepp Gia một đám cưới thật hoàn hảo, nhưng không ngờ Sepp Gia lại đề nghị chia tay. Rõ ràng bọn họ rất yêu đối phương, vì sao lúc này lại đột nhiên nói chia tay? Vì nghĩ cho sự an toàn của Ali, Sepp Gia quyết định sẽ rời đi. Nhưng Ahmed nhận ra Sepp Gia không vui vẻ khi lấy Buck, liền hỏi cô ấy vì sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Sepp Gia lại giấu giếm mọi chuyện vì không muốn người nhà lo lắng cho mình. Khi Ahmed nhìn thấy ảnh nền trong điện thoại của Sepp Gia là Ali, thì quyết tâm làm gì đó cho cô ấy. Ahmed đến gặp Ali và nói rằng Sepp Gia dường như đang che giấu điều gì đó, nên mới đột ngột nói chia tay với anh ấy, chứ trong thâm tâm cô ấy chẳng muốn chút nào. Cậu ấy có thể nhìn ra Sepp Gia rất yêu Ali, nếu không điện thoại của cô ấy đã chẳng lưu lại nhiều ảnh của anh ấy như vậy. Ali nghe thấy vậy thì vội vàng chạy đến hôn lễ. Khi đến nơi thì nhìn thấy Ali và Buck đang chuẩn bị ký tên. Ali chẳng nói gì chỉ chạy đến ngăn cản, còn không quên đấm một phát vào mặt Buck. Cũng vì vậy mà hôn lễ trở nên vô cùng hỗn loạn, bọn đàn em của Buck bị một mình Ali hạ gục. Nhưng hắn ta sao có thể để cho Ali dẫn Sepp Gia đi một cách dễ dàng như vậy được. Đứng ra ngăn Ali đến gần Sepp Gia nhưng lại bị anh ấy đập đầu đẩy ra, sau đó dẫn Sepp Gia rời khỏi đây. Hai người lái xe đi đến một vách núi. Ali yêu cầu Sepp Gia nhìn thẳng vào mắt mình và nói nếu Sepp Gia nói không yêu anh ấy nữa thì anh ấy sẽ lập tức buông tay. Nhưng Sepp Gia cứ nghĩ đến những lời đe dọa của Buck thì đầu óc lại rối bời. Cô ấy không biết nên trả lời Ali ra sao. Mà lúc này Buck dẫn theo cảnh sát đuổi đến nơi. Cảnh sát hỏi Sepp Gia có phải bị Ali bắt ép rời đi.
Xếp ra khó khăn nói đúng vậy, nên Ali đã bị cảnh sát bắt đi. Nhưng anh ấy không hiểu vì sao Xếp ra lại đối xử với mình như vậy. Buck và Xếp ra lại tiếp tục cử hành hôn lễ và chính thức thành vợ chồng. Khi Fuzzy dọn dẹp trong cửa hàng của Ali thì nhìn thấy bức thư tỏ tình mà Sabahat viết cho anh ấy khi trước. Trùng hợp Nimet đi ngang qua chỗ cửa hàng nhìn thấy cửa mở liền đi vào xem. Nhưng chỉ thấy một mình Furry nên hỏi Ali khi nào ra ngoài. Hỏi xong đang định ra về thì vô tình nhìn thấy bức thư trong tay Furry. Nimet cầm lấy xem mới biết hóa ra Sabahat trước đây thích Ali. Mà Zeynep đứng cạnh nhìn thấy thì mừng thầm trong lòng. Còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Nimet cầm bức thư này đến gặp Sabahat. Trách cứ cô ta là người lăng nhăng. Và cho rằng Sabahat đã lừa gạt mình, nên chẳng thèm nghe cô ta giải thích mà đau lòng rời đi. Zeynep đang nhìn theo Nimet với ánh mắt mê đắm thì bị Buck bắt gặp. Hắn ta biết cô ta thích Nimet liền đưa ra yêu cầu. Nếu Zeynep giúp hắn ta có được tình yêu của Sếp ra, thì hắn ta cũng sẽ giúp Zeynep có được Nimet. Quả đúng là người họp theo loài. Tiếp đó, Buck sai đàn em sắp xếp một người ở cạnh Ali. Khi thời cơ đến thì giết chết Ali, và đổ tội là Nimet làm. Kẻ này bỏ thuốc độc vào trà rồi mang đến cho Ali. Nhưng đúng lúc này có người lấy nó đi. Ali nhìn ra kẻ này có vấn đề nhưng cũng không nói gì. Mà kẻ uống cốc trà đó chẳng bao lâu sau đột nhiên tắc thở. Ali nhìn về phía tên hạ độc và thấy hắn ta vô cùng hoảng sợ, thì càng chắc chắn với suy đoán của mình. Tối đó khi mọi người đều đã đi ngủ, anh ấy đi đến chỗ của kẻ bỏ thuốc hỏi ai sai hắn ta đến đây. Người này làm theo lời dặn đổ hết mọi chuyện cho Nimet. Ngày hôm Fuzzy đến đón Ali và chuyện đầu tiên anh ấy làm khi được thả ra đó là tìm Nimet. Nhưng Nimet vừa nhìn thấy Ali đã tức giận mà xông đến đánh anh ấy. Nhưng Nimet không thể nào đánh lại được Ali. Nimet bỗng dưng nhớ đến lúc nhỏ, anh trai nói rằng về sau nếu có người bắt nạt mình thì phải đánh lại. Nhưng cuối cùng vẫn thua dưới tay Ali. Ali hỏi vì sao Nimet muốn giết mình. Nimet lại không hiểu Ali nói gì, chỉ nói từ trước đến nay đều trực tiếp gặp mặt để trả thù, không bao giờ là mấy trò bị ổi sau lưng. Sau một trận đánh, họ bắt đầu bộc bạch mọi chuyện cho nhau nghe, và nói rằng bọn họ đều là kẻ vô dụng, đến người mình yêu cũng chẳng giữ được. Tiếp đó, Ali cũng giải thích chuyện về bức thư mà Sabahat viết cho mình. Anh ấy nói mình không hề biết gì về bức thư này, và chỉ coi Sabahat chỉ là một người bạn tốt của mình mà thôi. Nimet biết mình đã hiểu lầm Sabahat, mà Ali cũng nhân tiện kể luôn chuyện đã xảy ra trong phòng giam. Nimet nói rằng hắn ta chưa từng sai người bỏ thuốc Ali, chắc chắn đã có kẻ lợi dụng tên mình để làm chuyện xấu. Ali hỏi Nimet chuyện về bức thư còn có ai biết nữa không. Lúc này Nimet mới nhớ ra Zeynep và nhận ra chuyện này chắc chắn là do Buck làm. Bởi vậy hai người bọn họ định đi gặp Buck để tính sổ. Nhưng Ali khuyên Nimet trước hết phải đến làm lành với Sabahat đã. Còn bảo hắn ta đi đến đó thì nhớ mua một bó hoa. Cũng phải công nhận Ali hiểu tâm lý của phụ nữ. Nimet vui vẻ cầm một bó hoa đến gặp Sabahat để nói lời xin lỗi. Nhưng không ngờ cô ta cầm hoa rồi ném thẳng xuống dưới đất. Và nói rằng không chấp nhận lời xin lỗi của Nimet. Nimet hối hận ngồi lì trước cửa hiệu thuốc của Sabahat đến khi đóng cửa. Nhưng Sabahat tức giận kêu hắn ta hãy đi đi. Vào lúc Nimet thất thiểu rời đi thì bị Sabahat gọi lại. Cô ta đi đến và cảnh cáo rằng nếu về sau Nimet còn hiểu lầm nữa thì sẽ cho hắn ta đi đời nhà ma luôn. Hai người xóa bỏ khúc mắc liền hạnh phúc đi bên nhau. Zeynep nhìn thấy vậy thì đi đến gặp bố của Sabahat nói Nimet là trùm xã hội đen. Mà lúc này Ali đến tính sổ với Buck nhưng Sếp Gia lại đứng ra bảo vệ hắn ta. Nhìn thấy Sếp Gia bảo vệ Buck như vậy, Ali cảm thấy vô cùng thất vọng mà bỏ đi. Khi vừa về đến cửa hàng thì có người đang đứng đợi anh ấy. Và nói rằng ngày mà anh ấy nhặt được chiếc ví của em trai, bọn họ đã dùng máy móc kỹ thuật để tìm ra những người đã đi lại qua đoạn đường đó. Nhưng kết quả không như mong đợi, không phải người quá gì thì lại quá trẻ không phù hợp với tuổi của người em trai. Khi Ali mất hết kiên nhẫn không muốn xem nữa thì người đàn ông nói với anh ấy vẫn còn một người nữa. Và không ngờ đó là Nimet, nhưng Ali lại bác bỏ và nói Nimet xuất hiện ở đó là điều rất bình thường. Vì hắn ta đang theo đuổi Sabahat, mà bên này bố của Sabahat cấm Nimet đừng đến gần con gái ông ấy nữa. Nimet tức giận đi đến khu nhà của Zeynep và bảo cô ta xuống gặp mình một chút. Trong lúc đợi Zeynep thì gặp Sếp ra đến đây. Nimet nói vì sao Sếp ra còn dám xuất hiện ở nơi này. Sếp ra không hiểu Nimet đang nói gì. Hắn ta nói rằng Sếp ra hại Ali vẫn còn chưa đủ hay sao mà đến cả Buck cũng muốn giết anh ấy. Sếp ra nghe xong thì tức giận bỏ đi. Zeynep lúc này cũng vừa xuống dưới nhà. Nimet hỏi có phải Zeynep đã nói ra thân phận ông trùm xã hội đen của mình cho bố của Sabahat biết. Nhưng cô ta lại chối bay đi và khẳng định là người khác nói. Nimet không nhận được đáp án như mình muốn liền bỏ đi. Sếp ra vừa về đến nhà, nhìn thấy tên bảo vệ đang ngủ say liền cầm lấy súng của hắn ta rồi tức giận xông vào nhà. Sau đó giơ súng về phía Buck. Buck thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, kêu Sếp ra bình tĩnh lại. Khi nghe được chuyện Buck muốn giết Ali, Sếp ra dường như đã mất lý trí. Cô ấy nói nếu Buck còn hãm hại Ali thêm lần nữa thì tất cả bọn họ sẽ cùng chết với nhau. Sau đó cô ấy bắn một phát vào vai của Buck. Buck bị thương nhưng vẫn cố gắng diễn. Nói rằng Sếp ra đừng hoảng sợ. Nimet nghĩ đến chuyện Buck hãm hại Ali rồi đổ tội cho mình thì vô cùng tức giận, muốn tìm hắn ta để tính sổ. Zeynep đi đến gặp Nimet lại trùng hợp nghe được chuyện này.
Nimet chẳng thèm để ý đến Zeynep, trực tiếp rời đi. Zeynep thấy Nimet lạnh lùng với mình như vậy thì vô cùng tức tối. Cô ta đi đến gặp Sabahat nói rằng Nimet đang đi đến chỗ bức để trả thù. Mà lúc này Sabahat cũng không gọi được điện thoại cho Nimet. Sabahat vì quá lo lắng nên khi biết địa chỉ nhà bức liền đi đến đó. Khi Zeynep nhìn thấy bà Oslem đi ra khỏi nhà thì lại bắt đầu diễn, tỏ ra vô cùng hoảng sợ và nói với bà ta rằng Sabahat đang đi đến chỗ Nimet và có khả năng gặp nguy hiểm vì Nimet có rất nhiều kẻ thù. Bà Oslem nghe thấy vậy thì vô cùng sợ hãi và dường như bà ta nhớ ra điều gì đó. Bà Oslem vừa rời đi thì cô ta lại quay về khuôn mặt gợi đòn này. Khi Sabahat đến nhà bức thì nhìn thấy Nimet giơ súng về phía bức liền hét lên. Nghe thấy tiếng của Sabahat, Nimet như làm chuyện gì đó sai trái, theo bản năng ném súng xuống. Sabahat tưởng Nimet vì mình nên đã thay đổi, không làm việc xấu nữa, nên đã vì Nimet mà cãi nhau với bố mẹ. Nhưng hành động hôm nay của Nimet khiến Sabahat vô cùng thất vọng. Nimet nhìn thấy Sabahat tức giận rời đi chỉ đành tha cho bức lần này. Lúc này có một người phụ nữ đang đứng đợi trước cửa nhà Ali, nhưng anh ấy không có nhà nên cô ta chỉ đành ngồi bên ngoài đợi. Cô ấy là Septab, vợ cũ của Ali. Một người là vợ trước, người còn lại là bạn gái cũ của Ali, nên cuộc gặp gỡ giữa hai người bọn họ vô cùng căng thẳng. Mà Ali lúc này đang nói chuyện cùng Nimet. Nimet muốn nhờ Ali đến thuyết phục bố mẹ Sabahat chấp nhận mình. Ali nhìn thấy Nimet vì Sabahat mà quyết tâm làm một người tốt thì thấy rất vui mừng và vui vẻ đồng ý giúp hắn ta chuyện này. Bởi vậy Ali đi đến nói chuyện với ông Tan, bố của Sabahat. Anh ấy nói rằng Nimet đã từ bỏ công việc trước đây nên hy vọng ông ấy cho Nimet thêm một cơ hội. Ali nhìn thấy ông Tan vẫn luôn không nói gì, chỉ đành nói anh ấy dùng nhân cách của mình để bảo đảm nếu sau này Nimet vẫn đi theo con đường cũ vậy thì anh ấy sẽ chịu trách nhiệm. Dưới sự đảm bảo của Ali, ông Tan cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng ý cho Sabahat và Nimet bên nhau. Mà lúc này Sepja nhìn thấy Septab, vợ cũ của Ali thì cảm thấy rất khó chịu. Septab cũng vậy, không ưa gì Sepja. Qua cửa sổ nhìn thấy xe của Ali thì vội vàng chạy xuống gặp anh ấy. Ali vừa mở cửa ra thì nghe thấy có người gọi mình từ phía sau. Anh ấy quay lại nhìn thì thấy Septab, người phụ nữ này từng bất chấp tất cả mọi thứ để rời bỏ anh ấy, đột nhiên lại xuất hiện. Ali không hiểu Septab đến đây làm gì liền bảo cô ta nhanh nói ra lý do, còn nếu không có chuyện gì thì đi khỏi đây đi. Septab nói rằng cô ta có chuyện quan trọng, sau đó tự nhiên mà đi vào trong nhà. Cô ta nhìn ngó xung quanh nhà một lượt, muốn xác nhận xem có vết tích của người phụ nữ khác ở đây hay không. Ali nhìn Septab rồi nói cô ta có chuyện gì thì mau nói đi. Septab nói trước khi ly hôn có một chuyện muốn nói cho Ali biết, nhưng lúc đó Ali có việc gấp cần làm nên bảo cô ta đợi mình trở về rồi nói tiếp, nên hôm nay cô ta muốn nói ra chuyện mà năm đó chưa có dịp để nói. May có Ali kịp thời bảo vệ Septab nên cô ta mới không gặp nguy hiểm, nhưng nhóm người này chỉ muốn bắn vỡ hết cửa kính nhà Ali mà thôi. Sau đó ném vào trong nhà một cuộn giấy rồi nhanh chóng rời đi. Septab nhìn thấy Ali vẫn giống trước đây, lúc nào cũng sẽ có kẻ thù tìm đến báo thù, sau đó chẳng thèm nói gì nữa liền bỏ đi. Septab vì muốn làm rõ mọi chuyện Septab đã nói gì với Ali, liền đi theo cô ta đến một công viên gần đó. Qua cuộc nói chuyện của Septab mới biết được con trai của Ali vẫn chưa chết. Septab định đi gặp Ali để nói cho anh ấy biết chuyện này. Tối đó, Septab đến gặp Ali, nhưng Ali nhìn thấy Septab thì không muốn nói gì với cô ấy cả. Septab kéo Ali lại và nói rằng con trai anh ấy vẫn còn sống, nhưng con trai luôn là điểm yếu của Ali, từ trước đến nay không ai dám nhắc lại chuyện này. Mà lúc này Septab lại nói với anh ấy vẫn còn sống. Ali cảm thấy Septab đang lấy chuyện này ra để trêu đùa anh ấy. Septab nói đã nghe thấy Septab nói với mẹ cô ta rằng con trai của họ chưa chết, nhưng Septab không biết rằng đứa con trai mà Septab nói đến là con thứ hai của họ, mà Ali không hề biết đến sự tồn tại của đứa trẻ thứ hai này. Septab tưởng rằng Septab đã giấu giếm Ali mọi chuyện. Vừa khéo là Septab cũng xuất hiện, nên Septab tức giận đi đến chất vấn Septab sao lại nhẫn tâm chia cắt bố con Ali như vậy. Septab nghe Septab nhắc đến con trai mình thì nói cô ấy có tư cách gì để trách cứ cô ta. Bức nhìn thấy hai người phụ nữ vì Ali mà như sắp sửa lao vào đánh nhau thì vội đi đến can ngăn và nói chuyện này chắc chắn có hiểu nhầm gì đó, rồi kéo Septab rời đi. Bức kể cho Septab nghe mọi chuyện mà hắn ta đã điều tra được. Lúc này cô ấy mới biết mình đã hiểu lầm. Septab dưới sự truy hỏi của Ali mà nói ra chuyện đứa con thứ hai. Ali nghe thấy thì cảm thấy rất khó tin. Septab lúc này mới nói ra chuyện mình đã mang thai trước khi ly hôn, định sẽ nói chuyện này cho Ali biết nhưng sợ kẻ thù biết thân phận đứa trẻ. Ali biết mình thật sự còn một đứa con nữa thì vội vàng đến gặp con. Septab đưa Ali đến nơi cô ta đang sống. Ali đi đến phòng của con trai, nhìn đứa bé đã ngủ say thì tâm trạng vô cùng rối bời. Bất vì để Septab hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Ali, liền đi theo anh ấy đến nơi ở của Septab ATP. Qua cửa sổ nhìn vào trong phòng thì thấy khung cảnh ấm áp của ba người. Bức còn tiếp tục sát muối vào vết thương lòng của Septab mà nói trong trái tim Ali không hề có cô ấy. Ali cứ đứng đó ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Eren, con trai anh ấy. Bỗng dưng Eren tỉnh dậy và nhìn thấy một người lạ xuất hiện trong phòng mình.
liền hỏi Sếp Táp rằng Ali là ai. Sếp Táp nhìn về phía Ali sau đó nói với cậu bé rằng đây là một người khách vô cùng quan trọng của nhà bọn họ. Ali cẩn thận bước đến bên cạnh Eren. Nhìn thấy Sếp Táp gật đầu đồng ý, cậu bé liền ngồi lên đùi Ali. Anh ấy ôm con trai vào lòng sau đó nhẹ nhàng thơm lên má cậu bé. Anh ấy vì muốn gần gũi với con trai hơn đã chủ động nói sẽ cùng đá bóng với cậu bé. Khi Eren chạy đi lấy bóng đột nhiên ngất xỉu. Ali hoảng sợ chạy đến bên cậu bé. Sếp Táp vội vàng kêu mẹ của mình nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Nói Eren lại ngất rồi. Ali nghe thấy lời này thì khó tin mà nhìn Sếp Táp. Hóa ra Eren mắc một căn bệnh hiếm gặp. Nhưng tủy của Sếp Táp lại không phù hợp với cậu bé. Ali nhìn thấy Eren nằm trên giường bệnh thì vô cùng đau lòng. Sau đó anh ấy đi đến làm xét nghiệm tủy. Trong lúc đợi kết quả thì kẻ thù của Ali lại giở trò. Chúng ta sơn đỏ lên xe và uy hiếp anh ấy rằng sau này sẽ không được sống yên ổn. Ali nhớ đến chuyện con trai đầu của mình bị hãm hại thì vô cùng lo lắng. Vì anh ấy vừa mới gặp lại con trai thứ hai của mình. Ali liền nhờ người tìm kiếm tung tích của kẻ thù. Anh ấy sẽ đích thân đến tính sổ với bọn chúng. Ali đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn phong cách của anh ấy mà xem, thực ngầu. Ngay khi Ali đang giải quyết đám người ở bên ngoài, thì kẻ thù đang đứng bên trong nhà, trên tay là một khẩu súng vô cùng lớn. Hắn ta tên là Sedat, trước đây từng bị Ali tống vào tù. Nên ngày đầu tiên được thả ra ngoài liền tìm Ali trả thù. Mà lúc này Nimet đang có mặt ở đây vì trước đó Ozan bị bắt và được ông ta cứu. Nên Nimet đích thân tới đây để cảm ơn. Sedat nhìn thấy Ali thì lập tức nổ súng khiến anh ấy ngã sấp xuống đất. Nimet khi nhìn thấy Ali xuất hiện thì nhất thời không biết nói gì. Ali bị Sedat trói lại sau đó bị ông ta tra tấn bằng điện. Nimet nhìn thấy Ali bị tra tấn thì không chịu được nữa. Liền tìm cớ để Sedat rời đi sau đó tìm cơ hội chạy đến chỗ Ali. Ali bảo Nimet lấy chiếc đinh rơi trên đất lên đưa cho anh ấy. Rồi kêu Nimet đi ra ngoài đợi mình. Lúc này những kẻ đang đứng ngoài cửa canh gác bỗng dưng nghe thấy âm thanh khác thường liền chạy đến xem. Lại phát hiện ra Ali đã biến mất. Khi hai tên đó đang tìm kiếm xung quanh thì bị Ali tấn công bất ngờ. Với sức lực của Ali thì anh ấy chẳng tốn sức mấy mà đã chạy được ra ngoài. Mà Nimet đứng đợi ở ngoài nhìn thấy Ali cứ như vậy mà thoát được ra ngoài thì bội phục anh ấy sát đất. Hai người vội vàng lái xe rời khỏi nơi này. Nhưng họ không biết rằng nguy hiểm đang đến. Lúc này Sếp ra đến bệnh viện thăm Eren thì đột nhiên nhận được điện thoại của Ali. Trùng hợp là bác sĩ cũng đang đi đến phòng để gặp Sếp Táp để thông báo kết quả xét nghiệm đã có. Ali nghe thấy giọng bác sĩ nói trong điện thoại thì yêu cầu Sếp ra nghe xem bác sĩ nói gì. Bác sĩ nói với Sếp Táp rằng tủy của Ali tương thích với Eren, cuối cùng thì Eren cũng có hy vọng được cứu rồi. Sếp ra cũng nói tin vui này cho Ali biết. Ali nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh ấy chưa kịp vui mừng thì đột nhiên bị tấn công từ phía sau. Nhưng dù bên phía kẻ thù đến mấy cũng không thể nào đánh thắng nổi Nimet và Ali. Hai người bọn họ dễ dàng giải quyết nhóm người này. Ali lúc này vội vàng quay về bệnh viện. Khi nhìn thấy chiếc giường bệnh ở ngoài hành lang thì thấy rất kỳ lạ. Liền cúi xuống nhìn, không ngờ lại là Eren. Ali không biết Eren trốn ở đây làm gì. Hóa ra cậu bé sợ bị tiêm mới trốn đi. Để an ủi Eren, Ali cũng chui xuống giường bệnh cùng cậu bé. Anh ấy nói với Eren rằng hai người bọn họ đều là những người đàn ông mạnh mẽ, sao có thể sợ bị tiêm được chứ. Mà lúc này Sếp Táp vẫn đang đi khắp nơi tìm Eren, Sếp ra cũng đi tìm Eren hộ cô ta. Đúng lúc này thì nhìn thấy Ali dẫn Eren xuất hiện. Nhìn thấy Ali vẫn bình an vô sự, Sếp ra liền chạy đến ôm lấy anh ấy. Nhưng đột nhiên phát hiện ra Eren ở bên cạnh. Cảm thấy mình cứ thế ôm Ali trước mặt cậu bé thì không ra dáng lắm. Eren hỏi Ali rằng Sếp ra có phải là vợ của anh ấy đúng không? Ali nói không phải, đây chỉ là một người bạn của mình mà thôi. Sếp Táp lúc này cũng chạy qua đây, ôm chầm lấy Eren. Ali và Sếp Táp dẫn Eren rời đi. Sếp ra nhìn thấy ba người bọn họ rời đi thì nhớ đến những lời mà Buck đã nói. Trong lòng Ali không hề có cô ấy. Sếp ra vừa về đến nhà thì bà Seldon cũng chạy vào trong phòng theo. Bà ấy thấy Sếp ra có vẻ buồn bã thì hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Sếp ra khóc và nói ra lý do vì sao cô ấy lại kết hôn với Buck. Bà Seldon lúc này mới biết Sếp ra chịu nhiều bất ức, đau khổ như vậy là vì muốn bảo vệ gia đình. Mà ông Anzan đứng ngoài cũng đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của Sếp ra và bà Seldon. Ngày hôm sau, ông Anzan quyết định sẽ làm điều gì đó cho Sếp ra, cũng coi như chuộc lỗi cho những gì mà mình gây ra. Dù bà Seldon kịch liệt phản đối nhưng ông Anzan đã quyết tâm, nên đã đẩy bà Seldon đang đứng ngăn cản trước mặt ra và khóa cửa phòng lại để đi gặp Ali. Ông Anzan đến nhà Ali nhưng anh ấy lại không có ở nhà, liền đi thẳng tới cửa hàng. Khi nhìn thấy Fuzzy liền nhờ anh ta gọi điện cho Ali, nói rằng ông ấy có chuyện rất quan trọng cần nói cho anh ấy biết. Bọn họ cũng hẹn sẽ gặp nhau ở kho hàng. Bà Seldon khi thoát được ra ngoài liền đi tìm Sếp ra và nói cho cô ấy biết ông Anzan đang đi gặp Ali để nói ra chân tướng sự việc năm đó. Bảo Sếp ra nhanh chóng ngăn ông Anzan lại. Khi Ali đi đến kho hàng thì nhìn thấy ông Anzan đang từ từ đi tới. Và lúc định nói ra mọi chuyện thì nhìn thấy có người chĩa súng về phía Ali. Vào giây phút nguy hiểm này, ông Anzan lao đến chắn trước người Ali. Khi Sếp ra vừa chạy vào trong thì nhìn thấy ông Anzan bị bắn. Sếp ra vô cùng sợ hãi và hoảng loạn. Ali ở bên cạnh vừa kêu Sếp ra bình tĩnh lại vừa kêu Fergie mau chóng gọi cấp cứu.
Bà Selder khi chạy đến nơi thì nhìn thấy ông Anjan đã hôn mê, được nhân viên y tế đưa lên xe cấp cứu. Liền vội vàng trèo lên xe để đi cùng đến bệnh viện. Sau đó quay lại nhìn chăm chăm về phía Ali. Ông Anjan được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Bà Selder đứng ngoài, khẳng định Ali là người hung thủ. Sếp ra giải thích cho bà Selder rằng Ali không phải là hung thủ. Đúng lúc này cảnh sát đi đến để bắt Ali đi. Nhưng sếp ra vội vàng ngăn họ lại. Còn nói rằng Ali vô tội, hung thủ không phải là anh ấy. Ali nhìn thấy sếp ra quá kích động thì an ủi cô ấy rằng mình sẽ không sao. Và bảo sếp ra hãy bình tĩnh lại, anh ấy sẽ giải quyết việc này. Ali nói với cảnh sát rằng anh ấy không nhìn thấy mặt của hung thủ. Là ông Anjan chặn cho anh ấy phát súng này. Cảnh sát lại hỏi vậy theo Ali thì ai là người muốn hãm hại anh ấy. Ali nghĩ một lúc liền nói. Kẻ thù của anh ấy quá nhiều nên cũng không rõ sẽ là ai. Sau khi giải thích với cảnh sát rõ ràng anh ấy liền đến bệnh viện gặp sếp ra. Để hỏi cô ấy vì sao ông Anjan lại nói ông ấy biết ai là kẻ giết con trai mình. Đối mặt với sự chất vấn không ngừng của Ali, rồi lại nhìn sang phía bà Selder. Bà Selder ra sức lắc đầu hy vọng cô ấy đừng nói ra mọi chuyện. Sếp ra chỉ đành dẫn Ali ra chỗ không có bà Selder ở đó. Và lấy hết dũng khí nói rằng ông Anjan năm đó bị người ta uy hiếp nên đã đặt thuốc nổ lên xe của Ali. Ông Anjan chính là kẻ đã giết chết con trai của Ali. Ali nghe thấy vậy thì cảm thấy rất hoang mang, anh ấy không muốn tin đây là sự thật. Đúng lúc này thì nhận được tin ông Anjan bị thương quá nặng nên không thể cứu chữa được nữa. Bà Selder khóc lên đầy đau đớn. Biến cố đột ngột này khiến bà ấy không chịu nổi mà ngất đi. Ali lúc này nhớ đến trước đây rất nhiều lần sếp gia định nói gì đó với mình. Cả lần Ahmed đến gặp anh ấy và nói sếp gia dường như đang giấu giếm chuyện gì đó. Sự thật tàn khốc này khiến Ali không biết nên đối xử như thế nào với sếp gia. Mà sếp gia nhìn thấy Ali rời đi thì vô cùng đau lòng. Cô ấy không hiểu vì sao mọi chuyện lại đi đến bước này. Cô ấy lấy hôn nhân của mình ra để đổi lấy sự bình an cho ông Anjan và Ali. Nhưng kết quả thì sao? Giờ ấy cô ấy đồng thời mất đi hai người đàn ông mà cô ấy yêu nhất. Bức giờ đây chẳng còn thứ gì để uy hiếp sếp ra nữa. Cô ấy không muốn cái chết của ông Anjan thành vô nghĩa, nên quyết tâm muốn ly hôn với Bức. Nhưng hắn ta sao có thể dễ dàng buông tha cho sếp ra như vậy được? Và hắn ta cũng chính là kẻ đã giết ông Anjan. Lúc đó Bức chủ định muốn bắn chết Ali, nhưng không ngờ ông Anjan lại xông đến chặn cho Ali. Sau đám tang của ông Anjan, cảnh sát cũng đi đến và nói rằng có nhân chứng nói Ali là hung thủ, mà nhân chứng này chính là kẻ mà Bức tìm đến để thế chỗ cho mình. Sếp ra đến đồn cảnh sát chứng minh Ali vô tội. Nhưng cảnh sát lại không quan tâm đến lời khai vô căn cứ của sếp ra. Ali cuối cùng vẫn bị bắt. Và rất dễ để phát hiện ra đã có người nhúng tay vào chuyện này. Nimet muốn tìm ra kẻ hãm hại Ali. Hắn ta nhớ đến lúc mới đi vào đồn, nhìn thấy kẻ được gọi là nhân chứng này, thì cảm thấy rất quen mắt. Bởi vậy Nimet dẫn theo Anjan đi tìm kẻ này để uy hiếp hắn nói ra sự thật. Nhờ vậy mà Ali được thả ra. Bức biết Ali được thả ra liền gọi điện cho sếp táp hẹn cô ta ra ngoài, để nói cho cô ta biết hung thủ giết con trai cô ta là ai. Khi sếp táp và Bức gặp nhau, thì Ali vừa về đến nhà và gặp sếp ra đứng ngoài đợi. Cô ấy muốn nói chuyện nghiêm túc với Ali, nhưng anh ấy lại không thèm để ý. Sếp ra nhìn thấy Ali vẫn chưa đóng cửa thì lấy hết dũng khí đi vào trong. Mà Ali lúc này mới biết sếp ra bị Bức uy hiếp nên mới kết hôn với hắn ta. Liền chất vấn cô ấy vì sao không nói cho anh ấy biết. Sếp ra nói rằng cô ấy sợ Ali sẽ đi tìm ông Anjan để báo thù, nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Sếp ra cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để ở bên Ali nữa. Vào lúc sếp ra định rời đi, Ali gọi cô ấy lại. Anh ấy cũng đã hiểu được những đau khổ và dằn vặt của sếp gia, liền đi đến ôm cô ấy vào lòng. Sếp gia không ngừng nói xin lỗi Ali. Anh ấy an ủi sếp gia rằng đây không phải là lỗi của cô ấy, là do chính anh ấy không hiểu sếp gia. Hiểu nhầm của hai người cũng được hóa giải nhờ cái chết của ông Anjan. Bây giờ việc quan trọng nhất chính là tìm ra chứng cứ phạm tội của Bức. Để làm được điều này thì cần sự giúp đỡ của sếp gia. Anh ấy muốn sếp gia cứ về nhà của Bức đã. Ngày hôm sau, cuộc phẫu thuật ghép tủy của Eren diễn ra vô cùng thành công. Cậu bé giờ đây chỉ cần tĩnh dưỡng cho thật khỏe. Mà sếp ra khi nhận được điện thoại của Ali liền đi đến chỗ bà Selder ở dưới tầng, nói đã tìm ra khẩu súng mà hung thủ dùng để giết ông Anjan rồi. Nghe thấy vậy, Bức vô cùng hoảng sợ. Sao có thể như thế được, hắn ta đã xử lý nó gọn ghẽ rồi mà. Sếp ra nói rằng hiện tại cảnh sát đang cố gắng tìm ra hung thủ, mà lúc này Bức liền tìm cớ có việc rồi vội vàng rời đi. Sếp gia cũng đã để ý thấy sự chột dạ và hoảng loạn của Bức. Bức đi đến nơi đã chôn khẩu súng sau đó đào nó lên. Lúc này hắn ta mới phát giác ra có gì đó không đúng. Nhưng đã quá muộn vì Ali đã đứng ngay đằng sau. Bức nhìn thấy Ali thì biết mình đã bị lừa. Ali lao đến đạp Bức ngã lăn xuống dưới đất. Vì sợ chết nên Bức nói chỉ cần Ali không giết mình thì sẽ nói cho anh ấy biết tung tích của em trai. Và lúc Bức định nói ra em trai của Ali là ai thì lại có việc ngoài ý xảy ra. Đúng vào lúc mấu chốt này, Cuti giờ lại dẫn theo cảnh sát đi đến. Bức vừa nhìn thấy Cơ Ti liền thay đổi giọng ngay lập tức, nói rằng hắn ta sợ bị Ali giết chết mới nói biết em trai anh ấy là ai. Sau đó hắn ta bị cảnh sát bắt đi và bị giam trong một căn phòng nhỏ hẹp.
Lúc đến lượt hắn ta lấy cơm thì có một kẻ bỗng dừng chèn ngang, bất từ trước đến nay luôn được người khác cung phụng, hầu hạ, nên đã ra lệnh cho kẻ đó đứng ra sau. Nhưng những kẻ bị nhốt ở đây chẳng thèm để bất vào mắt, chẳng nói chẳng rằng liền cho hắn ta một đấm. Bất cũng quá thảm rồi, hơi một tí là lại bị người ta đánh. Từ lúc ông Tan Ơ đồng ý cho Nimet và Sabahat bên nhau, Nimet mọi lúc mọi nơi đều đi theo Sabahat. Sabahat cũng bị những lời tán tỉnh của Nimet làm cho vui vẻ cả ngày. Hai người mua xong đồ chuẩn bị về nhà của Sabahat, nhưng bọn họ không biết rằng nhà Sabahat đang tiếp đón khách. Động tác của cả nhà này đều nhau thật đấy. Ông bố lúc này bắt đầu khoe khoang con trai mình giỏi như thế nào với ông Tan Ơ. Bà mẹ còn cố ý khoe ra những chiếc vòng vàng trên tay. Bà Oslem nhìn thấy thì chẳng biết nói gì. ADVKRD lúc này hỏi Sabahat khi nào sẽ về. Bà Oslem chỉ đành tìm cớ nói đi vào bếp lấy cà phê và gọi ông Tan Ơ đi theo. Có thể nhìn ra cả nhà này đến đây là vì Sabahat. Bà Oslem lúc này không biết làm thế nào. Lát nữa Nimet và Sabahat mua đồ về, nếu hắn ta nhìn thấy những người này thì biết giải thích thế nào. Nhưng ông Tan Ơ lại không nghĩ như vậy. Ông ấy nói muốn Nimet biết Sabahat được nhiều người theo đuổi ra sao. Nimet nói với Sabahat rằng sau khi hết hôn mọi chuyện đều sẽ nghe theo cô ta. Hai người vui vẻ quay trở về nhà. Nimet liền nhìn thấy bó hoa tươi ở trên bàn và đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Sabahat nhìn thấy tình huống này thì cũng ngẩn ra. Khi Nimet nhìn thấy ADVKRD thì cố gắng kiềm lại chính mình để không xông đến đánh anh ta một trận như tử. Nimet bỏ đồ trong tay ra rồi bỏ đi. Nhưng hắn ta cũng không đi quá xa mà luôn đứng đợi ở dưới tầng đến khi cả ADVKRD ra về, sau đó liền lén lút đi theo bọn họ. Sau khi ADVKRD tiễn ba mẹ rời đi thì vui vẻ đi về một mình. Nimet thấy vậy liền kéo ADVKRD vào một góc khuất. Nhưng Nimet chưa kịp đánh ADVKRD, anh ta đã bị dọa sợ đến mức ngất xỉu. Nimet thấy vậy thì nhủ thầm nhát gan như vậy mà dám tranh Sabahat với hắn ta sao. Mà bên này, qua lời kể của Bắc, Sếp Tắp biết được người đã hại con trai của mình. Nhưng Ali vẫn quyết định ở bên cạnh Sếp ra. Lúc này cô ta phát hiện ra mình vẫn còn yêu Ali rất nhiều. Dưới sự động viên của người mẹ, Sếp Tắp quyết định sẽ giành lại Ali. Bởi vậy cô ta dẫn Eren đã khỏe lại đến gặp Ali. Ali nhìn thấy Eren đến chơi thì vô cùng vui mừng. Khi nói chuyện với Ali, Sếp Tắp bắt đầu nói rằng cô ta thấy hối hận về những việc đã làm. Mong anh ấy hãy tha thứ cho cô ta và quyết định sẽ nói cho Eren biết Ali chính là bố của cậu bé. Sáng hôm sau, Ali thức dậy và cảm thấy rất lo lắng, sợ Eren không chấp nhận anh ấy. Sếp Tắp cũng không biết nên nói với cậu bé như thế nào. Cả nhà họ ăn sáng trong thấp thỏm, lo âu. Ali vô cùng mong mỏi Eren sẽ gọi anh ấy một tiếng bố. Sếp Tắp gọi Eren đến bên cạnh mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Eren rằng nếu bố của cậu bé đột nhiên xuất hiện, giống như những vị anh hùng trong truyện cổ tích, thì cậu bé có vui hay không? Ali chờ mong mà nhìn Eren, nhưng cậu bé nghĩ một lúc rồi nói không vui. Bởi vì Sếp Tắp trước đây vẫn luôn nói với Eren rằng bố của cậu bé đã chết rồi, sao có thể đột nhiên xuất hiện được chứ? Sếp ra đến văn phòng luật sư và biết tình hình đã thay đổi. Bắc đột nhiên xuất hiện ở đây, bởi vì không đủ chứng cứ nên Bắc đã được thả ra. Sếp ra không hiểu Bắc vì sao lại được thả ra. Bắc nói với Sếp ra rằng hắn ta sẽ không bao giờ ly hôn với cô ấy. Sếp ra nghe thấy vậy thì tức giận bỏ đi. Người đầu tiên Sếp ra muốn đến gặp là Ali, nhưng ra mở cửa lại là Sếp Tắp. Biết Ali không có ở nhà, liền rời đi. Đi chưa được mấy bước thì Sếp Tắp gọi cô ấy lại và chất vấn Sếp ra vì sao còn dám vác mặt đến tìm Ali, còn tỏ vẻ mình là người bên cạnh Ali mà chỉ trích Sếp ra. Sếp ra cố gắng giả vờ bình tĩnh mà đối đáp lại. Sếp Tắp có tư cách gì để chất vấn cô ấy? Hai người phụ nữ cứ thế tan rã trong không vui, nhưng Sếp ra cũng không biết cô ấy tức giận là do Bắc hay là Sếp Tắp nữa. Đột nhiên Sếp ra cảm thấy đau đầu và gần như sắp ngã ra đường. Đúng vào lúc này, Ali kịp thời chạy đến đỡ được cô ấy. Ông Tan Ơ cuối cùng cũng đồng ý cho Nimet đến nhà cầu hôn Sabahat. Nghe thấy vậy Sabahat liền vui mừng gọi điện thông báo cho Nimet, hỏi hắn ta tối nay có bận gì không. Nimet nói làm gì có chuyện gì quan trọng hơn Sabahat được chứ. Sabahat nói với Nimet rằng buổi tối đến nhà cô ta nói chuyện với bố mẹ. Nghe thấy tin này Nimet bỗng dừng hoảng loạn. Ozan còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, Nimet vui mừng mà nói với hắn ta rằng Sabahat đã đồng ý lấy hắn ta. Nói xong liền kéo theo Ozan đi chuẩn bị đồ. Tiếp đến là chạy đến cửa hàng của Ali để kể cho anh ấy nghe tin vui này. Nhưng ngoài Ozan ra, Nimet chẳng có người thân nào, chỉ có duy nhất một người bạn là Ali, nên muốn Ali lấy thân phận anh trai của mình đến hỏi cưới Sabahat cho hắn ta. Ali vui vẻ đồng ý. Nimet lúc này vẫn chưa biết Ali chính là người thân duy nhất của mình. Nimet trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ mới có thể đính hôn cùng với Sabahat. Không ngờ ngày hôm sau Sabahat lại bị người ta bắt cóc. Nimet tìm Ali giúp đỡ, vì bọn bắt cóc yêu cầu Nimet lấy mạng của anh ấy đến đổi lấy Sabahat. Nimet chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đưa Ali đến để cứu Sabahat. Nimet và Eren đưa Ali đến điểm hẹn. Khi bọn bắt cóc kiểm tra và biết thấy Ali đã chết rồi liền kéo anh ấy ra khỏi xe. Sabahat thấy Ali thực sự đã chết thì hỏi Nimet rốt cuộc đã làm gì.
Nhưng Sabahat chẳng kịp nói thêm gì nữa đã bị Ozan kéo đi và bị nhốt vào trong một căn phòng trống. Mà Ali tưởng đã bị giết chết lại bật dậy trước mặt bọn bắt cóc. Hóa ra trước đó, Nimet đến gặp Ali và nói Sabahat đã bị bắt cóc và muốn hắn ta giết chết Ali thì mới thả cô ta ra. Nhưng Nimet muốn cứu Sabahat cũng không muốn làm hại Ali, nên mới có cảnh Ali giả vờ chết. Và lúc ngay cấn này, lại có một chiếc xe xuất hiện và giải cứu bọn bắt cóc. Nimet lúc này mới chạy đến gặp Sabahat. Nhìn thấy Sabahat lo lắng, hoảng sợ, Nimet muốn đi đến ôm cô ta vào lòng. Nhưng Sabahat lại chất vấn Nimet vì sao lại nhẫn tâm giết Ali. Đúng lúc này thì Ali xuất hiện ở ngoài cửa. Nhìn thấy Ali không hề hấn gì đứng bên ngoài, Nimet nói cho Sabahat biết đây chỉ là kế hoạch của bọn họ để che mắt bọn bắt cóc thôi. Nhưng Sabahat lại lao đến tát Nimet một cái, sau đó ôm chầm lần hắn ta mà bật khóc. Ông bà Tan ơ nhìn thấy Sabahat bình an trở về thì vui mừng ôm lấy cô ta. Sabahat nói rằng Nimet đã cứu mình, nhưng ông Tan ơ lại không biết ơn mà trách mắng Nimet. Tất cả là do Nimet nên Sabahat mới bị bắt cóc và yêu cầu Nimet nhanh chóng rời khỏi nhà bọn họ. May có Ali chạy đến nói giúp Nimet. Cuối cùng ông Tan ơ bị thuyết phục nên mới đồng ý cho Nimet tiếp tục ở bên Sabahat. Nimet đưa Ali về nhà sau đó nói cảm ơn anh ấy. Trước khi đi, Ali nói ngày mai là sinh nhật của Eren. Mời Nimet và Sabahat đến nhà của anh ấy chung vui. Bất nhiều lần muốn hại chết Ali nhưng không thành công, nên ngày hôm sau hắn ta đến tìm Sét Táp và nói muốn hợp tác cùng cô ta. Sét Táp muốn níu kéo Ali còn hắn ta muốn có được Sét ra. Chuyện hợp tác này hai bên cùng có lợi. Khi Sét Táp định đồng ý với lời đề nghị của Bất thì Ali và Sét ra cũng vừa mua quà xong đi qua liền nhìn thấy Bất và Sét Táp. Ali tức giận đi qua đó và chất vấn Sét Táp, hai người họ lại muốn làm chuyện gì khuất tất phải không? Sét Táp giải thích rằng cô ta đang định đi lấy bánh sinh nhật thì gặp được Bất, nhưng Ali lại không hề tin chuyện này. Anh ấy ôm lấy Eren rời đi. Bất nhìn thấy Ali đi liền đến bên cạnh Sét ra nói. Bên cạnh Ali đã có Sét Táp và Eren, chẳng còn chỗ nào dành cho cô ấy nữa. Ali nhìn thấy Sét ra vẫn chưa đi thì gọi cô ấy, rồi đợi Sét ra đến rồi cùng rời đi. Tối đó, Ali tổ chức sinh nhật cho Eren. Vào lúc cậu bé bóc quà thì chuông cửa vang lên. Sét Táp giống như chủ nhà, đứng dậy đi mở cửa. Hóa ra là Sét ra đến chúc mừng sinh nhật Eren. Sét ra muốn đích thân tặng quà nhưng lại bị Sét Táp không cho vào. Cô ta trực tiếp nhận lấy món quà sau đó đóng cửa lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Ali liền đi ra mở cửa và thấy Zeynep đang đứng ngoài khóc. Ali không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Zeynep liền nói Sét ra đã xảy ra chuyện. Khi Nimet và Ali đến nơi làm việc của Sét ra thì thấy có người đã hôn mê. Ông chủ của quán ăn cũng đã chết. Nhưng đúng lúc này, Ali nhìn thấy một người trông rất giống Sét ra. Khi Ali đi đến nhìn thì mới thở phào nhẹ nhõm vì không phải là cô ấy. Nhưng Sét ra lúc này đã bị đưa đến một nơi bí mật. Không ngờ người xuất hiện là Bất. Hắn ta quả thực là một tên biến thái. Vì muốn có được Sét ra mà bất chấp tất cả. Bất nói rằng hắn ta chỉ muốn mời Sét ra cùng ăn tối với mình. Sét ra cảm thấy Bất là một kẻ điên, chỉ vì muốn bắt cô ấy đi mà khiến nhiều người trong quán ăn bị thương. Nhưng Bất lại nói rằng hắn ta làm tất cả chỉ vì tình yêu. Chỉ cần Sét ra ở bên cạnh thì bảo hắn ta làm gì cũng được. Thấy Sét ra càng phản kháng, Bất dường như lại càng vui vẻ hơn. Sét ra đối mặt với tên Bất thần kinh này liền cầm lấy dao lên uy hiếp hắn ta, nhưng lại bị Bất dễ dàng khống chế được. Sau đó nhân cơ hội này muốn hôn Sét ra, không ngờ lại bị cô ấy đá cho một cú. Sét ra nhanh chóng chạy vào một căn phòng trên tầng rồi khóa chặt cửa lại, sau đó chuyển đồ đạc ra để chặn cửa. Vì Sét ra bị Bất bắt đi nên Ali cũng chẳng thể nào vui vẻ mà đón sinh nhật cùng Eren được. Tên bắt cóc Sabahat lần trước đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng của Sabahat vào sáng hôm sau. Hắn ta muốn bắt Sabahat đi nhưng bà Oslem thấy vậy thì chạy đến bảo vệ con gái. Không ngờ lại bị tên côn đồ này bắn chết. Sau đó ngang nhiên bắt Sabahat đi. Nhưng hóa ra tất cả chuyện này đều là cảnh trong giấc mơ của ông Tan ơ. Sáng sớm hôm sau, ông Tan ơ gọi Nimet đến và nói rằng vì sự an toàn của Sabahat và gia đình nên không đồng ý cho hai người tiếp tục yêu nhau nữa. Ông ấy nói rằng không muốn mỗi ngày đều phải sống trong lo sợ. Nimet giải thích rằng hắn ta đã vạch rõ ranh giới với bọn xã hội đen rồi. Nhưng ông Tan ơ vẫn cứng rắn mà yêu cầu Nimet từ nay về sau đừng qua lại với Sabahat nữa. Lúc này Nimet cũng không biết nên làm thế nào nữa. Hắn ta giống như đứa trẻ không có nơi nương tựa. Sét ra khi nhìn thấy Bất có chuyện đi ra ngoài, liền rón rén đi xuống dưới tầng. Không ngờ lại bị gọi lại. Sét ra nhìn thấy lọ hoa ở bên cạnh liền nhờ tên bảo vệ lấy nước cho cô ấy, rồi nhanh chóng cầm lấy bình hoa đập mạnh vào đầu hắn ta. Những tên đứng gác bên ngoài nghe thấy tiếng động bên trong liền đi vào xem. Sét ra nhân cơ hội này lao ra ngoài rồi khóa cửa lại, sau đó chạy thật nhanh ra sau núi. Ali lúc này cũng đã điều tra được nơi Sét ra bị mang tới. Sét ra chạy vào trong núi, chui vào trong bụi rậm để trốn. Đúng lúc này Sét ra nhìn thấy một chiếc xe chạy qua, biết rằng mình sắp được cứu liền chạy ra đường để chặn chiếc xe lại. Bất dành hết tâm sức để làm món bít tết này, muốn cùng tận hưởng bữa ăn ngon lành với Sét ra, nhưng lại bị cô ấy thẳng tay hất đi. Hóa ra lúc Sét ra chạy ra đường chặn chiếc xe chạy ngang qua,
tưởng rằng sẽ được cứu nhưng không ngờ hai người trên xe lại đưa Sếp ra đến chỗ Bắc, bởi vậy mới có cảnh Sếp ra tức giận ném đĩa đồ ăn đi như vừa nãy. Nhưng Bắc lại không tức giận chút nào. Lúc Bắc đi thay quần áo, Sếp ra nhìn thấy chiếc điện thoại mà Bắc để quên ở bàn bếp. Mà Ali lúc này đang đi đến tìm Sếp ra thì bất ngờ nhận được điện thoại của cô ấy. Nhưng chưa kịp nói ra địa chỉ thì nghe thấy tiếng Bắc đi đến, nên cô ấy vội vàng tắt máy đi. Ali lần theo cuộc gọi này ngay lập tức tra được ra vị trí. Khi Ali đến nơi đó thì không có ai trong đó, chỉ thấy một tờ giấy ở trên bàn. Đó là đoạn video tạm biệt của Sếp ra để lại. Mà lúc này, Sabah đang trên đường đi làm thì gặp phải kẻ bắt cóc lần trước. Trong lúc bắt cóc, hắn ta đã yêu Sabah. Sabah không thèm để ý đến hắn ta nhưng hắn ta lại không để cô ta đi. Đúng lúc bị Nimet nhìn thấy, vì quá tức giận Nimet đã lao đến đánh tên bắt cóc này và hạ gục đám đàn em của hắn ta. Còn vừa đánh vừa hét lên ai cho bọn chúng lá gan động vào Sabah. Ông Tan ơ nhìn thấy Nimet định nổ súng thì kịp thời ngăn lại, khiến hắn ta sợ hãi mà lập tức ném súng đi. Đứng ngây ngỗng đợi ông Tan ơ đến mắng cho một trận, Sabah muốn nói giúp cho Nimet, nhưng ông Tan ơ không thèm nghe, cũng không cho Nimet cơ hội giải thích, liền cho rằng cuộc sống của Nimet quá nguy hiểm. Ông ấy tuyệt đối không để con gái mình sống như vậy, bởi vì Nimet quá yêu Sabah nên cũng không muốn cô ta sống bên mình, vì lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nimet cưỡng ép mình chia tay với Sabah. Ali lúc này đang tìm kiếm Ali ở khắp nơi, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, chỉ đành quay về nhà. Eren cầm lấy món quà mà Sếp ra tặng cho cậu bé đến trước mặt Ali. Ali nhìn thấy món đồ chơi này, lại nhớ đến đoạn video mà cô ấy để lại. Lúc này mới hiểu ra Bắc muốn đưa Sếp ra đi ra nước ngoài, nghĩ như vậy anh ấy liền vội vàng rời đi. Bắc sai đàn em sắp xếp hành lý, có thời cơ sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Dù có nói gì thì Bắc cũng không chịu buông tha Sếp ra, nên cũng không phản kháng vô ích nữa mà chỉ nói với hắn ta rằng đã không thể thay đổi vậy thì thử chấp nhận vậy. Bắc thấy Sếp ra đã đồng ý theo mình thì rất kinh ngạc. Tiếp đó, Sếp ra làm ra những cử chỉ thân mật với Bắc để hắn ta buông lòng cảnh giác. Khi Bắc đang đắm chìm trong sự ngọt ngào và dịu dàng, Sếp ra nhanh chóng lấy được súng của Bắc và chĩa về phía hắn ta. Bắc hoảng sợ, kêu Sếp ra mau chóng bỏ súng xuống. Sếp ra nhắm mắt lại, lấy hết can đảm cướp cò, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng súng vang lên. Sắc mặt của Bắc dần dần thay đổi, hắn ta cười cợt và nói rằng không ngờ Sếp ra thích những thứ kích thích, sau này bọn họ có thể thử thể loại này. Đúng lúc này tên đàn em đi vào thông báo rằng Ali đã tìm ra bọn họ. Hắn ta nghe thấy vậy liền kêu Sếp ra bỏ chạy. Ali vừa đi đến nơi thì nhìn thấy Bắc đang bỏ trốn, liền phóng xe đuổi theo, cuối cùng dồn hắn ta đến vách núi. Bắc không thể sống vậy thì sẽ mang Sếp ra theo. Lúc này Ali bảo Sếp ra hãy bình tĩnh lại, bọn họ phải sống bên nhau thật hạnh phúc. Dưới sự hướng dẫn của Ali, Sếp ra dồn hết sức rồi thúc vào bụng Bắc thật mạnh. Ali cũng nhân cơ hội này bắn Bắc rơi xuống vực. Ali tưởng rằng Bắc chắc chắn đã chết rồi. Sếp ra cuối cùng cũng đã được cứu. Sau đó hai người cùng nhau quay về nhà. Bà Seldon nhìn thấy Sếp ra bình an vô sự thì chạy xuống đón cô ấy. Bắc đã hoàn toàn biến mất. Ali nói rằng anh ấy muốn cưới Sếp ra để cô ấy trở thành cô dâu thực sự của mình. Sau đó Sếp ra và bà Seldon quay về nhà dây nếp. Nhưng khi Ali về đến nhà thì nhìn thấy Sếp Táp đang đợi mình. Ali còn chưa kịp giải thích gì, Sếp Táp đã nói ra những lời rất khó nghe. Sau đó tức giận quay về phòng của mình. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Ali ra mở cửa nhưng lại không thấy ai, chỉ thấy dưới đất có một hộp màu đen. Mà lúc này Nimet cũng nhận được chiếc hộp y như vậy. Ali mở chiếc hộp này ra, không ngờ đó lại là bức ảnh của anh ấy và em trai. Phía sau bức ảnh còn có một dòng chữ. Ý của câu này là em trai của Ali vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Ali cảm thấy vô cùng nghi ngờ về chuyện này. Sau đó lại là bức ảnh của một người phụ nữ và một chiếc USB. Liền mở nó ra xem. Hóa ra đây là đoạn video mà Bắc đã tự quay lại. Hắn ta nói rằng chính Curtis đã ngăn anh ấy tìm kiếm em trai, còn hạ độc chú của mình, yêu cầu Ali đi tìm người phụ nữ trong bức ảnh này để xác minh những điều mình nói. Hơn nữa trong két sắt của Curtis cũng có chứng cứ, mà trong chiếc hộp mà Nimet nhận được chính là bức ảnh của bố hắn ta. Phía sau cũng có một dòng chữ, đại ý là muốn biết kẻ giết chết bố của Nimet là ai, thì hãy đi đến địa điểm này để điều tra. Nimet ngoài miệng nói muốn chia tay với Sabah, nhưng trong lòng lại nhớ nhung ra riết, nên đến gặp Sabah nhưng cô ta cho rằng Nimet đã bỏ rơi mình nên không muốn để ý đến hắn ta nữa. Nimet thấy Sabah định bỏ đi thì kéo cô ta lại và nói rằng hắn ta không thể nào sống thiếu Sabah được, trái tim của hắn ta không cho phép. Cuối cùng Sabah cũng bị sự chân thành của Nimet làm cảm động. Sếp ra vì muốn giúp Ali tìm ra chứng cứ, nên mượn cớ đến nhà Kutizer để thăm Ahmed. Ông ta cũng không hề nghi ngờ gì. Lúc này Sếp ra nói muốn đi vào phòng vệ sinh một lát, sau đó lén lút đốt cháy công tơ điện. Ali nhân cơ hội này lẻn vào thư phòng của Kutizer, tận dụng kỹ thuật hack của mình để mở khóa két sắt của ông ta. Khi Ali lấy tài liệu ra để điều tra lại vô tình làm rớt một bức thư mà không hề biết. Trong đống tài liệu đó, Ali nhìn thấy bức ảnh của Nimet, còn có cả ảnh hồi nhỏ của em trai anh ấy. Mà Kutizer lúc này đã phát hiện ra có điều bất thường, nên sai người đi kiểm tra.
Cô Teaser đi đến thư phòng, kiểm tra két sắt thì nhìn thấy bức thư trước đây của mình. Lúc này Sepja cũng nhận được tin nhắn của Ali liền rời khỏi đó. Khi Ali và Sepja gặp nhau, anh ấy nói rằng anh ấy nghi ngờ Nimet là em trai mình nhưng vẫn chưa chắc chắn được điều đó. Duration 1.933 để xác minh điều này. Sáng hôm sau, Ali liền dẫn theo Sepja đến gần nhà kho của Nimet. Sau đó một mình anh ấy đi vào bên trong để tìm kiếm chứng cứ. Khi Ali định mở ngăn kéo bàn làm việc của Nimet ra, thì nhìn thấy quả cầu tuyết trong đó. Tâm trạng lúc này của Ali vô cùng phức tạp. Anh ấy cầm quả cầu tuyết lên quan sát thật cẩn thận. Những ký ức lúc nhỏ cũng ùa về khiến đôi mắt của anh ấy cũng đỏ hồng lên. Khi ra ngoài, Ali ôm lấy Sepp ra mà kích động nói. Anh ấy đã tìm được em trai mình. Sepp ra biết được tin này cũng cảm thấy vui thay Ali. Nhưng Ali vì quá xúc động nên không biết phải đối mặt với em trai như thế nào. Sepp ra bảo Ali bình tĩnh lại. Và nhờ sự động viên của cô ấy, Ali gọi điện thoại cho Nimet. Nhưng lại ngập ngừng chẳng nói lên lời. Khiến cho Nimet cảm thấy rất khó hiểu. Ali vì không thể khống chế nổi cảm xúc mà rơi nước mắt. Sepp ra biết bao nhiêu năm nay, Ali đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực liền an ủi anh ấy. Khi bình tĩnh lại, Ali gọi lại cho Nimet. Hắn ta tưởng Ali đã xảy ra chuyện gì nên lo lắng. Ali nói có chuyện muốn gặp Nimet, sau đó gửi địa chỉ cho hắn ta. Ali cầm theo quả cầu tuyết bị vỡ đi đến trại trẻ mồ côi. Mà Nimet đi đến đây thì bắt đầu nghi ngờ. Vì sao lại hẹn hắn ta đến đây? Khi Nimet đi vào bên trong, những ký ức lúc nhỏ bỗng chốc lại ùa về. Rồi đi đến những nơi mà hai anh em họ từng đi qua trong ký ức. Nimet khi còn nhỏ không hiểu vì sao bố mẹ lại bỏ rơi anh em bọn họ, mà chưa hiểu được hàm nghĩa của chết là như thế nào. Hai anh em bọn họ luôn nương tựa vào nhau mà sống. Nimet lúc này nhìn Ali và hỏi, vì sao anh ấy biết đến nơi này? Ali liền gọi tên lúc nhỏ của Nimet, nghẹn ngào nói từ ngày Nimet chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi. Anh ấy chưa từng ngừng tìm kiếm hắn ta, giờ đây cuối cùng cũng đã tìm thấy. Ali nói Nimet chính là em trai của anh ấy. Nimet nghe thấy vậy thì không dám tin là thật. Biết Nimet vẫn còn nghi ngờ, anh ấy liền nói ra rất nhiều chuyện lúc nhỏ của hai người. Lúc này Nimet mới thực sự tin Ali là anh trai ruột của mình. Hai anh em cuối cùng cũng được đoàn tụ. Họ ôm chầm lấy nhau mà bật khóc. Vì Nimet có nhiều chuyện lúc nhỏ không còn nhớ rõ nữa, nên Ali dẫn Nimet đi đến những nơi lúc nhỏ họ thường đến. Còn nhớ lại bài hát mà bố đã dạy bọn họ hát. Sau đó đi đến nơi mà họ từng sống. Nimet lúc này đã hoàn toàn nhớ ra chuyện lúc nhỏ, và biết được chuyện bố mẹ vì tai nạn xe mà qua đời, liền đến thăm mộ của bọn họ. Nimet tự trách mình rất nhiều. Bao nhiêu năm nay, hắn ta chưa từng đến lần nào. Hai anh em nhớ lại khoảnh khắc lúc mới gặp nhau, trải qua bao nhiêu gian khổ. Cuối cùng bây giờ mới nhận ra nhau. Lúc này Nimet phát hiện ra ngôi mộ bên cạnh viết tên của mình. Ali nói rằng đó là tên của con trai lớn, cậu bé đã hãm hại mà chết. Nimet nghe được chuyện này thì thề nếu tìm ra hung thủ sẽ giết chết hắn ta. Nhưng Ali lại nói chuyện này để sau đi. Nhưng Ali đâu ngờ rằng người hại chết con mình lại chính là bố nuôi của Nimet. Nimet cũng không biết Ali chính là người đã giết bố nuôi. Việc đầu tiên mà hắn ta làm đó là đến gặp Sabahat và nói cho cô ta biết mình đã tìm thấy anh trai. Người đó chính là Ali. Điều này khiến bố mẹ của Sabahat đều rất ngạc nhiên. Trong khi đó Ali đến tìm Sepp ra, lấy nhẫn ra và cầu hôn cô ấy. Giờ đây Ali đã tìm thấy em trai. CC trai nhỏ cũng đã trở về bên cạnh anh ấy rồi. Sepp ra, người con gái mà anh ấy yêu cũng một lòng với anh ấy. Đây quả là một điều quá đỗi hạnh phúc. Ali về đến nhà, tâm trạng rất vui. Sau đó liền kể chuyện Nimet là em trai mình cho mọi người nghe. Eren cũng biết mình có thêm một người chú. Nimet thông báo tin tốt này cho Sabahat xong liền đến nhà Ali. Furry vì muốn chúc mừng Ali tìm thấy em trai, nên đã mua kẹo để tặng cho hàng xóm xung quanh. Furry đến nhà của Ali để đưa Eren đi ra ngoài chơi. Ali nói với Nimet rằng tối nay anh ấy hẹn với Sepp ra, còn Nimet dẫn theo Sabahat đến ăn tối cùng nhau. Sepp Tap nghe thấy thì sắc mặt trở lên khó coi vô cùng. Khi đợi Sabahat đến, Nimet nhìn thấy ảnh của Ali và con trai lớn, thì nguyền rủa kẻ đã hại chết cháu mình, và nói rằng nhất định sẽ báo thù cho con trai của Ali. Hắn ta muốn khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nhưng Ali lại hỏi Nimet rằng bố nuôi của hắn ta là ai. Khi Nimet nói ra tên bố nuôi của mình thì Ali lại vô cùng hoảng hốt. Vì sao bố nuôi của Nimet lại là kẻ đã giết con trai mình chứ? Mà lúc này, Nimet đang đắm chìm trong nỗi hận thù vì muốn trả thù cho bố nuôi, nên không nhìn ra vẻ khác thường của Ali. Sau đó nói rằng bây giờ hắn ta sẽ kể lại tin vui này cho Ozan biết. Sau khi Nimet rời đi, Ali cũng đi ra bên ngoài. Ông trời thật biết trêu người người. Anh ấy vừa tìm được em trai, nhưng không ngờ hung thủ giết con trai lại là bố nuôi của Nimet. Giờ đây anh ấy sẽ phải đối xử với Nimet như thế nào? Ali hẹn Nimet và Sabahat cùng đến ăn tối với mình và Sepp ra để chúc mừng nhân dịp hai anh em gặp lại nhau. Nhưng bọn họ còn chưa bắt đầu bữa ăn thì Sepp Tap và Eren lại xuất hiện ở đó. Eren nhìn thấy Ali thì chạy nhanh đến đó và nói cậu bé cùng mẹ đến đây ăn cơm. Không ngờ lại gặp Ali ở đây. Hóa ra Sepp Tap trước đó nghe thấy Ali nói đến đây ăn cơm, nên cố ý dẫn con trai đến. Bởi vì có sự tham gia của Sepp Tap nên bầu không khí vô cùng gượng gạo.
Seth tắt nhân cơ hội này liền đem chuyện ông Anjan đã hại con trai lớn của cô Tara nói với mọi người. Cô ý muốn Seth ra bẽ mặt và thấy xấu hổ. Ali khuyên Seth ra đừng chấp Seth tắt. Mọi người đều biết cô ta là đang cố tình làm vậy. Nhưng cũng vì vậy mà bữa cơm này trôi qua chẳng vui vẻ gì. Ngày hôm sau, Ali tổ chức lễ rửa tội cho Eren. Tất cả hàng xóm đều đến chúc mừng. Vào lúc Ali đang vui vẻ chúc mừng cho Eren thì Baker xuất hiện. Mọi người đắm chìm trong niềm vui thì Ozan xuất hiện. Hắn ta muốn đến giết Ali để báo thù. Nimet nhìn thấy Ozan thì chạy đến ngăn hắn ta lại và nói: mấy ngày nay Ozan đã đi đâu? Sau đó nói cho hắn ta biết chuyện Ali là anh trai ruột của mình. Eren nghe thấy tin này thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, Buck dẫn theo đàn em lên sân thượng phía đối diện để quan sát nhóm người Ali. Dưới sự ra lệnh của Buck, tên thuộc hạ liền nổ súng. Nhưng không ngờ Fuzzy lại đỡ đạn giúp Ali. Tất cả mọi người vì biến cố đột ngột này mà vô cùng hoảng sợ. Buck thấy Ali không hề hấn gì thì ra lệnh cho đàn em mau chóng bắn thêm lần nữa. Vì người quá đông nên bọn người Buck không có cơ hội ra tay. Fuzzy được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu. Ali biết chắc chắn là kẻ đó nhắm vào mình, nhưng không biết là ai. Khi Sếp ra đang đứng chờ trước phòng cấp cứu thì bỗng nhiên nhận được bức ảnh đám cưới Zhuex, cô ấy và Buck. Sếp ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền gọi cho số điện thoại gửi tin nhắn, nhưng lại là số máy rác. May mắn là đạn đã được lấy ra, nhưng Fury vẫn cần phải theo dõi thêm vì sợ có biến chứng. Sếp ra vừa về đến nhà thì nghe thấy chuông điện thoại, không ngờ đầu dây bên kia lại là Buck. Sếp ra không thể nào tin nổi đó là Buck, tưởng rằng có người mạo danh hắn ta. Ali quay về nhà trấn an Eren, sau đó ra ngoài để tìm hung thủ. Tối đó, Sếp ra lại nhận được điện thoại của Buck, theo chỉ dẫn đi đến đầu đường và thực sự nhìn thấy Buck bằng da bằng thịt đang cười với cô ấy. Sếp ra quá sợ hãi mà liên tục đi lùi ra sau và thầm nhủ trong lòng đây không phải sự thật, Buck đã chết rồi. Sếp ra về đến nhà thì khóa chặt cửa lại. Đúng lúc này lại nhận được video mà Buck gửi đến và gọi đến uy hiếp Sếp ra. Nếu không muốn để Ali nhìn thấy video này thì cô ấy phải ngoan ngoãn rời đi cùng hắn ta. Nhưng Sếp ra nói có chết cô ấy cũng không đi theo Buck. Hắn ta lại nói nếu Sếp ra không đi cùng hắn ta thì sẽ giết những người bên cạnh cô ấy. Ali vừa về đến nhà lại không thấy Eren đâu. Sau đó anh ấy nhìn thấy tờ giấy mà Sếp Tap để lại. Lần này cô ta lại mang Eren rời đi. Ngày hôm sau, Sếp ra nhận được địa chỉ mà Buck gửi đến. Cô ấy chào bà Seldon rồi vội vàng ra ngoài. Sếp ra đến nhà Ali và tìm được khẩu súng mà anh ấy đã giấu ở một nơi bí mật, chuẩn bị sẽ liều chết cùng Buck. Sếp ra một mình bắt xe đến nơi hẹn. Buck đứng vào cửa đợi Sếp ra đến, nhưng chỉ thấy một chiếc xe trống không xuất hiện. Hắn ta cảm thấy có chuyện gì đó không ổn và đoán chắc rằng Ali đã tìm đến đây. Buck tức giận quay vào nhà, nhưng đứng phía sau hắn ta lại là Ali. Hóa ra mấy tiếng trước, Sabahat đến gặp Ali nói rằng Buck vẫn chưa chết. Ngày hôm qua cô ta đã nhìn thấy Buck. Ali nghe thấy điều này thì không thể tin nổi, lại nhớ đến dáng vẻ sợ hãi của Sếp ra khi gặp anh ấy vào tối qua. Lúc này mới hiểu ra Sếp ra lại bị Buck đe dọa. Ali nhanh chóng chạy về nhà thì bắt gặp Sếp ra đang cầm súng định đi ra ngoài. Bởi vậy mới có cảnh Buck nhìn thấy xe taxi trống không. Đàn em của Buck lúc này đã bao vây lấy Ali. Buck thấy người của mình đông như vậy, Ali có mọc cách cũng chẳng thoát nổi. Nhưng hắn ta vẫn chưa kịp vui mừng thì nhìn thấy một chiếc xe xuất hiện. Một nhóm người từ trên xe xông ra, Cuti giờ cũng từ trên xe bước xuống, yêu cầu bọn đàn em của Buck bỏ vũ khí xuống. Người của ông ta đã bao vây nơi này rồi, ngay lập tức có kẻ đầu hàng. Có một người làm tiên phong nên những người khác cùng làm theo. Lúc này Buck bắt đầu thấy sợ hãi rồi. Cuti giờ yêu cầu Ali giao Buck cho ông ta, ông ta hứa sẽ ông để Buck chạy thoát. Ali nghĩ một lúc cuối cùng quyết định thả hắn ta ra. Nhưng Buck không sợ chết, vừa được thả ra liền cầm lấy súng bắn Ali. Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng dậy đã bị Ali bắn chết. Lần này Buck không còn cơ hội sống sót nữa rồi. Ali giải quyết xong Buck liền đi đến gặp Sếp ra, nói với cô ấy từ này về sau sẽ không còn ai uy hiếp cô ấy nữa. Buck đã chết thật rồi. Nhưng rào cản lớn nhất giữa Sếp ra và Ali chính là Eren. Fury vì chắn giúp Ali một phát đạn mà gặp nguy hiểm. Bạn gái không ngừng nói với anh ta rằng chỉ cần Fury tỉnh dậy, cô ta sẽ không bao giờ rời xa anh ta nữa. Sức mạnh của tình yêu quả thật vĩ đại. Tình trạng của Fury rất nhanh đã tốt lên. Đến ngày xuất viện, Ali đến đón Fury. Hàng xóm nhìn thấy anh ta xuất viện cùng đi đến hỏi thăm. Đúng lúc này có một bà dì hỏi là ai làm Fury bị thương. Ali không muốn nói mãi đến chuyện này, nhưng Seth tắt nhân cơ hội này nói rằng hung thủ là Buck, chồng cũ của Seth ra. Hàng xóm nghi ngờ mà nói không phải Buck đã chết rồi sao. Nhưng Seth tắt nhìn thấy Ali bảo vệ Seth ra thì càng tức giận hơn mà trách cứ cô ấy. Bà Seldon không nhịn nổi nữa liền hỏi Seth Tap có tư cách gì mà nói những chuyện này. Ali bảo Ozan dẫn Eren và Fuzzy vào trong nhà. Seth Tap và Seth ra bắt đầu cãi nhau, không ai chịu nhường ai cả. Seth Tap cho rằng Seth ra xuất hiện nên Ali mới không để ý đến cô ta nữa, nên chuyện gì cũng nhắm vào Seth ra. May là Ali luôn đứng về phía Seth ra. Luật sự của Buck đến gặp Seth ra, vì cô ấy là vợ của hắn ta nên có quyền thừa kế tài sản. Dưới sự ra hiệu của Seth ra, Ali liền nói Seth ra không cần số tài sản này.
cô ấy muốn quyên góp toàn bộ cho xã hội và quỹ từ thiện. Sếp Gia nói với luật sư rằng cô ấy không cần bất cứ thứ gì của Buck. Tối đó, khi Sếp Gia về đến nhà, bà Selder liền trách cứ cô ấy, khi biết cô ấy không nhận bất cứ một phần tài sản nào. Bà Selder không hiểu nổi Sếp Gia đang nghĩ gì. Ông Anjan cũng chính vì nợ tiền của Buck mà phá sản, sau đó mới ép Sếp Gia lấy Buck. Sếp Gia kiên quyết nói rằng Buck là kẻ khốn nạn, cô ấy sẽ không lấy bất cứ thứ gì của hắn ta. Lúc này nhà Sếp Táp đang đón chào một vị khách. Vị khách này tặng cho Eren một chiếc máy ảnh. Trùng hợp Ali cũng đến đây tặng cho Eren bức ảnh hai bố con chụp chung với nhau và nói với cậu bé rằng cho dù người bên cạnh anh ấy là ai vẫn luôn yêu cậu bé. Nhưng Eren hy vọng Ali cũng yêu Sếp Táp như yêu cậu ấy. Ali không biết nên trả lời Eren như thế nào. Khi anh ấy đi đến phòng khách thì nhìn thấy vị khách của Sếp Táp, hắn ta vui mừng chào đón Ali, nhưng anh ấy dường như không muốn để ý đến hắn ta. Đúng lúc này Eren yêu cầu Sếp Táp và Ali chụp hình với nhau. Dưới sự năn nỉ của Eren, Ali chỉ đành chụp ảnh chung với Sếp Táp. Sau khi chụp ảnh xong, Sếp Táp liền đưa Eren đi tắm. Người đàn ông này chính là đồng nghiệp trước đây của Ali. Hắn ta tên là Aizem. Ali cảnh cáo Aizem cách xa con trai anh ấy ra. Sau khi Aizem rời đi, Sếp Táp nổi giận vì không hiểu sao Ali lại cư xử khó chịu với Aizem như vậy. Ali chỉ đành kêu Eren đi ra chỗ khác chơi, sau đó nói với Sếp Táp rằng từ giờ trở đi hãy tránh xa hắn ta ra. Nhưng Sếp Táp lại cho rằng Ali đang ghen, không muốn cô ta tiếp xúc với người đàn ông khác. Nimet hẹn bạn đến nhà hàng ăn cơm, nhưng vừa đi vào trong liền nhìn thấy một người đàn ông đang cầm tay của Saba hát. Hắn ta làm ra những động tác như muốn xông lên đánh nhau, sau đó đi đến cạnh người đàn ông đó cảnh cáo. Ai cho hắn ta cả gan cầm tay Saba hát? Saba hát khi thấy Nimet sắp bẻ gãy tay của người ta thì sốt ruột kêu Nimet bỏ ra. Nhìn thấy sự chiếm hữu mạnh mẽ này của Nimet, Saba hát thực sự không biết phải nói gì với hắn ta nữa, chỉ tức giận bỏ đi. Nimet đuổi theo Saba hát và nói Saba hát đã nói dối hắn ta để ra ngoài hẹn hò với người khác. Còn Saba hát lại cho rằng Nimet không tin tưởng cô ta, nói tóm lại là do cả hai người họ đều không đủ tin tưởng lẫn nhau. Cuối cùng hai người đều không vui vẻ gì mà rời đi. Ngược lại, Ali và Sếp Gia bên này lại ngọt ngào vô cùng. Ali cũng rất biết cách tán tỉnh phụ nữ. Anh ấy nhìn về phía Sếp Gia và nói muốn ngủ bên cạnh cô ấy, muốn mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy cô ấy ở bên cạnh. Nếu như vậy thì hạnh phúc biết bao. Một đêm bình yên lại trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Sếp Táp dẫn theo Eren đến nhà Ali. Bởi vậy Ali dẫn Nimet và Eren đi ra ngoài đánh bóng. Sếp Táp đi vào trong phòng bếp, dán tấm ảnh chụp chung của cô ta và Ali lên tủ lạnh. Khi Sếp Gia mang đồ đến cho Furry thì nhìn thấy Sếp Táp. Sếp Gia cũng không thèm để ý đến cô ta, chỉ mang đồ đi vào phòng bếp. Nhưng khi Sếp Gia vừa định mở tủ lạnh ra cất đồ thì nhìn thấy bức ảnh. Sếp Táp nghĩ có lẽ lúc này Sếp Gia đã nhìn thấy bức ảnh này, thì vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sau đó cô ta nói với Furry rằng cô ta đi gặp một người bạn, còn cố ý nói ra tên người gặp và địa chỉ hẹn. Khi Ali đưa Eren quay về nhà thì Furry liền nói cho anh ấy biết Sếp Táp đi đến gặp Aizem. Ali nghe thấy vậy thì vội vàng đi đến tìm Sếp Táp. Anh ấy chẳng nói gì liền dẫn cô ta rời đi. Sếp ra đi theo đến đó và nhìn thấy cảnh này thì tưởng Ali vẫn còn quan tâm đến Sếp Táp. Chẳng mấy chốc trời đã tối. Ahmed và Melan, con gái của Cutizer đang đi dạo trên phố thì đột nhiên bị một nhóm côn đồ bao vây. Mà Cutizer lúc này cũng hẹn Cutizer gặp nhau ở một nơi bí mật. Hắn ta muốn ông ta giao đồ trong tay ông ta ra. Khi Cutizer tìm cách chạy trốn lại bị Aizem bắn trúng, ông ta cắn răng chịu đựng đau đớn, cầm theo chiếc vali lái xe đến gặp Ali, cuối cùng còn nhờ Ali bảo vệ thật tốt chiếc vali này. Bên trong đều là những thông tin rất quan trọng, và xin Ali hãy chăm sóc con gái của mình rồi tắt thở. Sau khi nhận được tin Ahmed bị bọn người Aizem bắt cóc, thì biết tình hình rất nguy hiểm, liền gọi Sếp ra đến nhà mình và bảo cô ấy ở yên đây đừng ra ngoài. Ali nói rằng hiện tại nguy hiểm đang rình rập khắp nơi, nhưng Sếp ra lúc này vẫn đang giận Ali vì chuyện bức ảnh giữa anh ấy và Sếp Táp. Ali không hiểu vì sao Sếp Gia lại tức giận. Sếp Gia chỉ đành đi đến phòng bếp lấy Buwaysi sảnh này ra cho Ali xem. Ali nhìn thấy vậy thì mới biết Sếp Táp lại gây chuyện. Sáng hôm sau, Ali dành hết tâm huyết nấu món mà Sếp Gia thích ăn, để dỗ dành cô ấy vui vẻ. Nhưng Sếp Gia lại nói rằng trước đây cô ấy thích nhưng bây giờ thì không. Nimet nhìn thấy hai người cãi nhau thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đúng lúc này chuông cửa lại vang lên. Sếp Táp dẫn Eren đến và nhìn thấy Sếp Gia ra mở cửa. Liên nói rằng lần này cô ấy mượn cớ gì để đến nhà của Ali nữa thế. Sếp Gia đáp trả lại rằng lần này thực sự không phải là cô ấy tự đến mà là Ali muốn cô ấy ở đây. Sếp Táp không chịu tin nên Sếp Gia chỉ đành nói vọng vào trong rằng vợ cũ của Ali đến. Nimet rất đồng tình mà nhìn Ali. Sếp Táp nhìn thấy Ali ra ngoài thì cố ý nói chuyện rất dịu dàng, khiến Sếp Gia đứng bên cạnh càng tức giận hơn. Sau khi Sếp Táp rời đi, Ali liền dặn dò Sếp Gia đừng đi đâu trước khi anh ấy quay về. Nhưng Ali vừa đi thì Sếp Gia nhận được một cuộc điện thoại. Nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia thì sắc mặt của Sếp Gia bắt đầu thay đổi. Cô ấy vội vàng đi ra khỏi nhà. Hóa ra Aizem đã bắt bà Selder đến nơi của hắn ta. Sếp Gia không hiểu Aizem gọi mình đến đây làm gì.
Khi trở về nhà, Sepja lại nói dối Ali rằng cô ấy ra ngoài để thăm bà Seder, vì sợ bà ấy sẽ lo lắng cho Ahmed mà sinh bệnh. Sau khi an ủi Sepja xong, Ali liền nói anh ấy có chuyện cần ra ngoài. Sau khi thấy Ali ra ngoài, Sepja mới nhớ lại cuộc nói chuyện với Aizem. Hắn ta cho cô ấy xem bức ảnh Ahmed đang bị bắt cóc và uy hiếp cô ấy. Về nhà, Ali tìm USB trong vali của Kutizer, sau đó chiều mai đến địa điểm gặp mặt đưa cho hắn ta. Mà Ali đang cố gắng hết sức để cứu Ahmed nhưng lại không nói cho Sepja biết, vì không muốn cô ấy phải lo lắng. Nhưng Sepja đã biết hết mọi chuyện và đang suy nghĩ xem Ali sẽ để vali đó ở đâu. Đàn em của Kutizer đến gặp Ali và nói cho anh ấy một bí mật rất lớn. Sau đó đưa bức thư mà bố của Ali viết cho anh ấy. Ali lúc này mới biết anh ấy vẫn còn một người em gái. Và người đó chính là Melan, con gái của Kutizer. Đúng lúc này anh ấy nhận được tin đã tìm thấy địa điểm nhốt Ahmed và Melan. Ngày hôm sau, khi Aizem đợi quá lâu nên mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị giết chết Ahmed thì Sepja kịp thời xuất hiện. Nhưng Aizem muốn nhìn thấy USB đó mới thả Ahmed ra. Cô ấy chỉ đành đưa trước cho hắn ta xem. Nhưng vừa cầm được USB hắn ta lại không thả Ahmed như đã trao đổi, còn nói rằng hắn ta muốn đợi thêm một người nữa. Lúc này Ali xuất hiện. Anh ấy không ngờ Sepja cũng sẽ ở đây. Dù có USB trong tay nhưng lại không có mật khẩu, nên hắn ta yêu cầu Ali nói ra mật khẩu, nếu không sẽ giết Sepja. Aizem bắt Ali phải lựa chọn giữa mật mã USB và Ali. Cuối cùng Ali vẫn chọn không nói ra mật khẩu. Sepja thấy vậy thì vô cùng thất vọng. Và chỉ trong chớp nhoáng, Sepja bị bắn ngã xuống dưới đất. Nước mắt cứ thế lăn dài, sau đó nhắm mắt ngất đi. Vì muốn ép Ali nói ra mật khẩu USB liền bắt Ahmed mà Melan ra. Sau đó lấy Melan ra uy hiếp. Ali lần này sẽ chọn Melan hay vẫn sẽ chọn không nói ra mật khẩu? Nhìn thấy thời gian chẳng còn bao lâu nữa, Ali cảm thấy rất sốt ruột. Cuối cùng vẫn nói ra mật khẩu của USB. Nhưng mật khẩu đó không đúng. Đúng lúc này Ozan và Nimes xuất hiện. Và rất nhanh Aizem đã thua cuộc. Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của Ali. Ali để Sepja mặc áo chống đạn rồi đi vào trong đó diễn một màn kịch như khi nãy, để Aizem buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng Aizem bị Ali bắn chết. Nguy hiểm đã không còn nữa. Ba anh em nhà Ali cuối cùng cũng đã đoàn tụ. Kết cục vô cùng viên mãn. Chẳng mấy chốc một năm đã trôi qua, Ali và Sepja đã kết hôn và bắt đầu một cuộc sống đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Sabahat vác theo bụng bầu đi vào. Nimet đi cạnh vô cùng săn sóc quan tâm đến cô ta. Furry và Ahmed đều ngồi bên cạnh người mà mình yêu. Đây quả là một cái kết vô cùng hạnh phúc và trọn vẹn. Cuộc đời của chúng ta chỉ cần tìm được người yêu mình thật lòng và được ở bên người mình yêu là đã quá đủ rồi.